Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 103. Công tử Tam Lang đã chết, cả đoàn quân lập tức rối như canh hẹ, chạy tán loạn, cuối cùng chẳng còn mấy người sống sót. Mọi người trên thành đều hoan hô ăn mừng. Đại quân đã bị đánh bại, Ngô Bình phóng một đường kiếm lên trời, nó hóa thành vô vàn các đường kiếm rồi rơi xuống, các đường kiếm xử lý nốt các con lang yêu còn lại. Quỳnh! Cả đoàn quân lang yêu đã bị giết, không một con sống sót. Giết chúng xong, Ngô Bình nói với Vân Tịch, em hãy thủ chắc Vân Châu, để anh đến các châu bị lang yêu chiếm đóng xem sao. Vân Tịch gật đầu, vâng, anh nhớ cẩn thận. Ngô Bình rời khỏi Vân Châu rồi đến Kim Châu gần nhất. Kim thị trấn thủ ở đây, nhưng cả gia tộc đã bị giết, giờ nơi này như địa ngục nhân gian. Ngô Bình đến một tòa thành thì thấy bên dưới toàn thi thể của con người, có thi thể đã thối rữa, chó hoang và chuột đầy đường rồi gặm ăn thi thể. Lúc này, anh nhìn thấy có mấy người sói đi tới. Thấy anh là người sống, chúng rất hào hứng, thậm chí còn nhảy nhót. Ngô Bình bừng sát ý, cơ thể phình to rồi hóa thành người khổng lồ, anh túm cổ một người sói bằng một tay rồi hỏi, trong thành không còn người sống nữa à? Người sói ấy bị bóp cổ không thở được nên chỉ kêu oai oái. Ngô Bình dùng sức bẻ gãy cổ nó như bóp chết một con gà, sau đó bắt người sói còn lại lên hỏi, người trong thành đều do các ngươi giết ư? Người sói ấy vội nói, không, chúng tôi chỉ giết khoảng 60% thôi, còn thanh niên trai tráng đều được đưa đến Hồ Luyện Yêu rồi. Ngô Bình, Hồ Luyện Yêu là nơi nào? Người sói, là một món pháp bảo mà lang thần ban tặng, nó có thể luyện hóa người thành người sói. Ngô Bình, ai cũng được ư? Người sói, không hẳn, nghe nói tỷ lệ thành công là 1/10 thôi. Ngô Bình, thế thì 10 người chết 9 rồi còn gì? Người sói gật đầu, vâng, ai sống thì cũng trở thành người sói như chúng tôi. Ngô Bình, mau dẫn tôi đến đó. Người sói hoảng sợ, tôi có địa vị thấp nên chưa đủ tư cách biết, chỉ có thể dẫn anh đến gần đấy thôi. Ngô Bình hỏi, trước kia ngươi là con người à? Người sói gật đầu, trước kia tôi cũng tu sĩ nhân tiên. Ngô Bình, nhân tiên à? Vậy là ngươi vẫn còn ký ức. Người sói chán nản nói, tư duy của tôi đã bị yêu hóa, nhưng thi thoảng cũng có lúc bình thường. Ví dụ như bây giờ, nhưng một khi yêu tộc đến gần thì tôi sẽ bị ảnh hưởng, không thể điều khiển suy nghĩ nữa, cảm giác đó như thể cơ thể không còn nghe theo điều khiển của mình. Ngô Bình hỏi, ngươi cũng là người biến thành lang nhân ở Hồ Luyện Yêu à? Người sói kia, vâng. Ngô Bình quan sát nó một lát rồi nói, thực lực của ngươi có mạnh hơn trước không? Người sói, mạnh hơn nhiều ạ, trước kia tiểu nhân chỉ ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ nhất, nhưng thực lực hiện giờ đã đủ giết chết địa tiên linh biến rồi. Ngô Bình, biến thành người sói xong, thực lực có còn liên quan đến cảnh giới trước đó nữa không? Người sói đáp, liên quan nhiều chứ ạ, tiểu nhân biết có mấy người sói từng là địa tiên, nhưng sau khi biến đổi đã có thực lực ngang với hư tiên. Nó nói tiếp, người sói cũng có thể tu hành, ví dụ như lang binh cấp 2 như tiểu nhân thì vẫn còn lang binh cấp 1 giỏi hơn. Nếu có thể chém chết hư tiên thì có thể trở thành lang úy, nếu giết được thần tiên thì sẽ là lang tướng, còn giết được chân tiên thì là đại lang tướng. Ngô Bình, vậy có nghĩa là giết được chân tiên là giới hạn của các ngươi rồi đúng không? Người sói, vâng. Nếu muốn mạnh hơn thì buộc phải từ bỏ huyết mạch của nhân tộc và trở thành một lang yêu thật sự, nhưng rất ít người có thể làm được như vậy. Ngô Bình nói, đi theo ta. Anh xách cổ hai người sói đến một nhà dân khá sạch sẽ, sau đó bắt đầu nghiên cứu cách phá giải yêu lực trong người chúng để giúp chúng hồi phục lại hình người. Y thuật của anh rất cao siêu nên anh có sự biểu biết rất rõ với cơ thể con người, không lâu sau anh đã tìm thấy đường phá giải. Vì thế anh nhanh chóng lấy dược liệu ra để luyện đan. Loáng cái, một lò đan dược thơm phức đã ra lò, anh cho một người sói uống đan dược, nó ngoan ngoãn uống ngay. Đan dược vừa xuống bụng, toàn thân người sói bỗng run lên, nó ngã vật ra đất, từng luồng yêu khí bốc ra từ lỗ chân lông. Nửa tiếng sau, người sói này đã khôi phục lại dáng vẻ của con người, nhưng những chuyện xảy ra trong Hồ Luyện Yên đã khiến thể chất của anh ta mạnh hơn trước rất nhiều. Gần như không có gì thay đổi so với lúc làm người sói. Người sói mừng rỡ rồi quỳ xuống đất nói, cảm ơn thượng tiên.
Ngô Bình, đứng dậy đi. Anh tiếp tục luyện đan và điều chỉnh dược lực để tăng hiệu quả cho đan dược. Sau khi đan dược của lò thứ hai ra lò, anh đã cho người sói thứ hai uống. Lần này chưa đến 15 phút thì người sói này đã khôi phục lại dáng vẻ của con người, hơn nữa quá trình khôi phục cũng không đau đớn như trước. Sau đó, Ngô Bình đã bắt thêm vài người sói nữa để tiếp tục thử nghiệm, cuối cùng anh đã luyện chế ra một loại đan dược phù hợp và có hiệu quả nhất. Anh liên tục thử nghiệm như vậy là vì muốn truyền bá phương thức luyện đan này đi rộng rãi, như vậy thì các thầy luyện đan cũng có thể luyện chế được. Ngày hôm sau, trong căn nhà đã có thêm hơn 50 tu sĩ nữa, trước đó họ đều là người sói, nhưng sau khi uống đan dược của Ngô Bình vào thì đã trở lại bình thường, hơn nữa vẫn giữ nguyên thực lực khi là người sói. Ngô Bình viết công thức luyện đan ra rồi công bố lên mạng tiên, ngoài ra còn để chế độ mua bán. Trong phần lưu ý, anh viết mình đang cần mua loại đan dược này, thầy luyện đan nào cũng có thể luyện chế được. Đan dược từ cấp tam phẩm trở lên là anh sẽ mua. Cứ thế, anh đã dùng mạng tiên để phát động các thầy luyện đan ở cả tiên giới luyện đan cho mình. Vì cách luyện đan đã được anh tóm gọn lại, hơn nữa anh còn giải thích rõ ràng, chỉ cần là thầy luyện đan có trình độ khá trở lên thì sẽ luyện chế được. Xong xuôi, anh nói với các tu sĩ ở trong nhà, bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người một công pháp tu hành và ba bộ võ kỹ, mọi người hãy chăm chỉ luyện tập. Chờ tôi giải cứu cho nhiều người sói hơn thì các người sẽ là giáo viên của họ. Sau đó truyền thụ lại kiến thức cho họ. Ai nấy đều mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Vì thế, Ngô Bình đã truyền thụ công pháp và võ kỹ cho họ qua truyền thần. Đây là những công pháp và võ kỹ thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Nếu những người này học được thì lực chiến đấu sẽ hơn hẳn các chiến sĩ người sói bình thường. 3 tiếng sau, Ngô Bình đăng nhập lại vào mạng tiên, kết quả đã nhận được hàng nghìn tin nhắn. Anh đọc lướt qua thì thấy toàn là các thầy luyện đan đã luyện chế đan dược thành công và muốn bàn bạc giá cả với anh. Sau một hồi suy nghĩ, anh gửi tin nhắn chung cho tất cả MN là đan dược vương phẩm sẽ được mua với giá 300.000 tiền báu, đan dược nhất phẩm là 120.000 tiền báu, nhị phẩm là 50.000 tiền báu, tam phẩm thì 2.000 tiền báu. Loáng cái, đã có rất nhiều đan dược được chuyển bằng trận vận chuyển đến trước mặt anh, hầu hết là đan dược cấp nhị phẩm. Tam phẩm cũng có, còn nhất phẩm thì ít, vương phẩm thì hiếm. Ngô Bình nhanh chóng thu mua 5.000 viên đan dược, sau đó bảo một tu sĩ dẫn mình đến quân doanh gần nhất. Đến nơi rồi, anh biến thành hình dạng của một lang úy rồi lắc lư đi vào trong. Quân doanh này đóng quân ở trong thành, chiếm dụng hết nhà dân của mấy con phố, các người sói chia nhau ở, mỗi nhà khoảng vài hơn chục con. Ngô Bình đáp xuống một nhà dân rồi quát lớn. Ra hết đây mau lên, lang tướng đại nhân phát đan dược, mỗi người một viên. Ở đây toàn lang binh nên khi nghe thấy có đan dược thì chúng chạy ra ngay, có khoảng hơn 30 con. Các lang binh này nhận đan dược xong thì uống ngay mà không hề do dự, vì chúng tin lang úy sẽ không lừa mình. Nhưng vừa uống đan dược xong thì toàn thân chúng đã vô lực rồi ngã xuống đất. Vài phút sau, yêu khí trên người chúng đã bay ra hết. Tất cả đều khôi phục lại dáng vẻ của con người. Ngô Bình nói, mọi người ở yên đây, đừng có chạy lung tung. Cứ thế, anh đến từng nhà một để phát đan dược, các lang binh uống đan dược xong thì đều trở lại hình dạng của con người. Đến khi Ngô Bình chia hết 5.000 viên đan dược xong thì cũng có 5.000 lang binh biến trở lại thành chiến sĩ của nhân tộc. Nhưng ở thành này có khoảng 10.000 người sói nên Ngô Bình lại lên mạng tiên để mua thêm đan dược để cứu nốt các lang binh còn lại. Có khoảng hơn 10.000 chiến sĩ đứng thành hàng trên một khoảng đất bằng phẳng ở ngoài thành. Ngô Bình lơ lửng trên không rồi nói, các người dân vô tội ở đây đều đã bị các người giết chết, nhưng tôi không trách mọi người, vì mọi người đã bị yêu tộc độc ác khống chế. Song từ giờ trở đi, tôi sẽ là đại soái của mọi người. Tất cả nghe lệnh. Hãy dọn sạch các thi thể ở đây rồi mang ra ngoài thành chôn. Mọi người nghe lệnh rồi đều trở lại thành để dọn thi thể và mai táng. Ngô Bình đứng trên không quan sát, anh muốn chọn một tốp người có năng lực chỉ huy trong số này. Một lát sau, anh phát hiện có người đã xây dựng được quyền uy và bắt những người khác phải nghe lệnh mình. Khi các thi thể được chôn cất xong, Ngô Bình đã chọn ra được một tốp quản lý. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh nói, từ giờ, tôi muốn mọi người tu luyện ở trong thành, tài nguyên tu luyện sẽ do tôi cung cấp.
Sau đó, anh về đảo ẩn lấy các binh khí của nhà Tư Không đến trang bị cho các binh sĩ để giúp họ tăng lực chiến đấu. Ngô Bình cho mỗi binh sĩ bình thường một thanh đoản đao, một thanh trường kiếm, một thanh trường mâu, một bộ giáp, một đôi găng tay, một đôi giày chiến và một bộ nội giáp. Ngoài ra, anh còn chia thêm các đồ trang bị cao cấp hơn cho các quản lý, thậm chí còn có đan dược. Các chiến sĩ tiếp tục luyện công trong nhà của mình, Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh vừa mua đan dược trên mạng tiên vừa đến tòa thành thứ hai là Kim Châu. Trong thành phố thứ hai, xác chết ngổn ngang khắp mọi nơi, hàng chục nghìn người sói cũng đang đóng quân ở đây, Ngô Bình đã biến tất cả họ thành những tu sĩ bình thường, truyền dạy cho họ các công pháp, võ thuật. Cứ thế, với tốc độ mỗi ngày một thành phố, Ngô Bình đã chuyển hóa tất cả sói yêu ở Kim Châu thành bình thường trong vòng chưa đầy nửa tháng, sau đó phân phát trang bị, đồng thời nhờ những tu sĩ này giành lại quyền kiểm soát Kim Châu. Lúc này thông qua việc mua số lượng lớn, trong tay anh đã có 300.000 viên đan dược chuyển hóa, hơn nữa phần lớn đều là đan dược bậc 2 và bậc 1. Người dân Kim Châu rất biết ơn anh, đều bước ra từ trong tuyệt vọng, lại quay về trong thành phố từ trong núi. Từ 16 thành Kim Châu, Ngô Bình đã tập hợp được 120.000 tu sĩ có thực lực mạnh, tất cả đều được trang bị vũ khí và áo giáp thời đại tiên quốc, với số lượng tương đương thì sức chiến đấu của họ vẫn hơn hẳn đại quân người sói. Binh lính chỉ cần chất lượng không cần số lượng, anh tập hợp đại quân có quy mô lớn nhất là 120.000 người đến Kim Thành, trên thao trường bên ngoài Kim Thành, Ngô Bình chọn ra 8.000 người trong số 120.000 người. 8.000 người này có tu vi địa tiên trước khi biến thành người sói, vốn dĩ không yếu, bây giờ lại có thêm tác dụng của hồ luyện yêu, thực lực càng tăng lên. Ngô Bình từng làm thủ lĩnh, có kinh nghiệm chỉ dạy, anh truyền thụ công pháp cao cấp nhất cho những người này, kỹ thuật võ mạnh hơn, anh đích thân chỉ dạy họ. Đao pháp mà anh dạy bắt nguồn từ đồ long bát thức, chỉ có 4 chiêu, anh bảo những người này ngày đêm luyện tập, trên chiến trường không cần dùng đến quá nhiều chiêu. 1-2 chiêu có thể giết người là đủ rồi. Vì sử dụng một loại đao chiến, trận pháp trong đao chiến có thể hấp thụ lẫn nhau nên mỗi chiêu mỗi thức của họ đều có uy lực rất mạnh. Dĩ nhiên chuyện xảy ra ở Kim Châu cũng kinh động đến đại quân sói yêu, chúng lập tức điều động binh lực tiến về phía Bắc và phía Nam Kim Châu muốn tiêu diệt lực lượng phản kháng ở đây. Thần niệm của Ngô Bình rất mạnh bao phủ hơn nửa tiên giáo Thái Thanh. Biết rõ mồn một động tĩnh của sói yêu nên anh lập tức hành động. Anh thống lĩnh đại quân 120.000 người, phóng ra tia chớp, thoáng chốc đã đến biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc là một đồng cỏ, trải dài ngút tầm mắt, có rất nhiều dê bò trên đồng cỏ, có không ít dân tộc du mục sống ở đây. Anh nhìn lướt trên mặt đất, kiễng chân lên trầm giọng nói, lên. Bùn bên dưới bỗng chốc trồi lên mặt đất, tự động xây nên một bức tường cao 1.000 mét. Đất trên tường lập tức hóa đá. Mọi người đều rất ngạc nhiên, họ nhìn thấy một bức tường cao 1.000 mét, dài cả vạn dặm dựng lên ngay trước mặt, nếu sói yêu muốn vào Kim Châu thì phải đi qua nơi này. Sau đó anh lấy 3.000 pháo tiên cấp 5, 1.000 pháo tiên cấp 7 ra rồi xếp lên trên bức tường thành. Sau đó anh chuyển vài cung điện từ trong động tiên ra rồi đặt phía sau tường thành, xây nên một quân doanh tạm thời. Du mục xung quanh cực kỳ tò mò, đều trèo lên bức tường cao nhìn náo nhiệt, có vài người thậm chí còn kéo bò dê lên trên nữa. Một chỉ huy nói, chủ công, có cần đuổi mấy du mục kia đi không? Ngô Bình nói, không cần đuổi cứ để họ nhìn thấy uy phong của quân Kim Châu. Chỉ huy này khẽ cười, vâng. Thật ra chỉ huy này vốn là thuộc hạ của anh ở Thiên Long, là một trong số các long vệ năm đó. 10 ngày trước anh đã dẫn những long vệ này đến đây để bọn họ phụ trách quản lý quân Kim Châu hùng mạnh này. Các long vệ này vẫn luôn cố gắng tu luyện theo yêu cầu của Ngô Bình, vì nhờ có sự chỉ dạy và bản lĩnh của Ngô Bình, bây giờ ai nấy cũng đã kích hoạt nhân tàng rất mạnh, có dũng khí không chịu khuất phục. Lúc này một du mục già bước đến bên tường thành, ông ta đưa mắt nhìn ra đằng xa, cách đó 100 mét có một đội quân sói yêu cấp tốc đến gần. Ông ta hét lên, người sói chết tiệt, đánh chết chúng, đánh chết chúng. Ông ta vội chạy đến trước mặt Ngô Bình, quỳ xuống đất nói, đại nhân, đám sói yêu này đã hại chết cả gia đình tôi. Con trai tôi, cháu trai và cháu gái của tôi đều đã bị sói yêu bắt đi. Đại nhân,
xin cậu hãy trả thù cho những kẻ yếu đuối như chúng tôi. Ngô Bình đỡ ông ta đứng lên, ông cụ, những kẻ hung tàn này đều phải trả giá, nếu ông trời không công bằng thì tôi sẽ thay trời hành đạo. Ông lão vẫy tay, một nhóm du mục kéo dê bò đến, chúng tôi không có gì tốt đều chiêu đãi đại nhân, cứ xem mấy nghìn con dê bò bên dưới là quà chúng tôi tặng cho các tướng sĩ. Ngô Bình cười nói, vâng, ông cụ, chúng tôi sẽ nhận dê bò. Gọi người trong tộc của ông đến đây để xem chúng tôi giết địch thế nào đi. Ông lão gật đầu, một lát sau mấy 10.000 du mục tụ tập trên tường thành, họ căm hận nhìn chằm chằm đại quân 200.000 sói yêu trước mặt. Đại quân sói yêu này đã giết chết 80% du mục ở đây, tất cả họ đều là những người may mắn sống sót. Khoảng cách ngày càng gần, 10 dặm sau đó, Ngô Bình trầm giọng nói, phóng. 4.000 pháo tiên đồng loạt được bắn ra, sau đó nổ tung khiến người ngựa của đối phương ngã văng, ít nhất có 20.000 sói binh bị nổ chết, máu văng tung tóe. Chuẩn bị, bắn. Khi đợt pháo thứ hai được bắn ra, bóng một con sói khổng lồ bỗng xuất hiện trên bầu trời thế trận của địch, bóng sói này uy nghiêm như trời. Nó giận dữ gầm lên, một kết giới xuất hiện trước đội hình, ánh sáng của pháo nổ ở trên nhưng nó vẫn bất động. Ngô Bình cười nhạo, chỉ là một yêu bùa mà cũng dám xuất hiện làm xấu mặt tôi à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh lấy ra cung long xà ra, dùng hết sức kéo căng, sức mạnh từ trong động tiên liên tục rót vào, mũi tên trên cây cung ngày càng sáng, sát khí đáng sợ khiến thời gian như ngừng lại. Mũi tên thứ nguyên, phá. Mũi tên có chứa bí lực thứ nguyên, tiễn quang nổ tung trên kết giới. Kết giới bỗng nứt vỡ, bóng sói đó gầm gừ một tiếng rồi biến mất. Sau đó đợi pháo thứ ba bắt đầu tấn công, đại quân sói yêu bị tổn thất một nửa dưới sự tấn công dữ dội, nhưng cũng có vài chiến sĩ khá mạnh chạy đến dưới tường thành. Ngô Bình nói, doanh sát yêu, lên cho tôi. Anh huấn luyện 8.000 chiến sĩ, lấy tên là doanh sát yêu. 8.000 chiến sĩ tập hợp thế trận ở bên dưới trận đại quân sói yêu sát khí bừng bừng lại. 8.000 chiến sĩ này đều rất dũng mãnh, một địch trăm, trong thoáng chốc đã xông vào đội hình của địch. Mỗi người đều mang theo một thùng thuốc bên thắt lưng, thùng thuốc liên tục nhả ra khói, chẳng mấy chốc chiến trường đã ngập trong khói lửa. Đột nhiên hít phải làn khói, đám người sói này chợt cảm thấy khó thở, vài người sói thể trạng hơi yếu ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Hóa ra làn khói này là sương mù do Ngô Bình đặc biệt chuẩn bị để khống chế người sói, có thể khiến thực lực của chúng giảm đi rất nhiều. Sau đó quân Kim Châu 100.000 người lao xuống, họ còn mang theo hộp thuốc, gặp người sói hôn mê thì đút đan dược chuyển hóa vào trong miệng họ. Ngô Bình không ra tay vì anh cần một đội quân Kim Châu có thể tự mình chống lại sói yêu, những tướng sĩ này đã không làm anh thất vọng, họ giết người sói đến mức không còn sức đánh trả như thể đã bước vào nơi không người. Hơn một tiếng đồng hồ sau trận chiến đã kết thúc, đại quân sói yêu thất bại hoàn toàn, ngoài những sói yêu đã chết thì còn 75.000 người sói bị chuyển hóa thành công. Sau khi những người này khôi phục ý thức, bị tách ra, gia nhập vào các đội khác nhau để tiếp nhận huấn luyện. Lúc này số lượng của quân Kim Châu đã lên đến 200.000 người. Có lẽ là việc toàn bộ quân đội ở phía Bắc bị tiêu diệt đã khiến đội quân sói yêu ở phía Nam sợ hãi, đội quân 150.000 người dừng lại ở giữa đường, không tấn công tiếp nữa. Tối nay Ngô Bình được một người sói dẫn đến gần Hồ Luyện Yêu. Hồ Luyện Yêu này nằm ở Trung Châu, một trong 7 châu của Thái Thanh. Trung Châu là trung tâm của 7 châu, cũng là một châu có diện tích lớn nhất. Trước đây, nơi này từng có nhà họ Hàn thế lực mạnh nhất thiên cảnh Thái Thanh trấn giữ. Nhưng sau khi nhà họ Hàn bị sói yêu xâm lược, chúng giết sạch không còn một người. Sau khi Trung Châu thất thủ, người dân Trung Châu cũng gặp nạn, thương vong rất nghiêm trọng. Lúc này trong Trung Châu, một hồ máu khổng lồ có đường kính hơn 1.000 mét xuất hiện trong thung lũng, bờ của hồ máu cao hơn 10 mét, bên cạnh có một cái bục, liên tục có người bị đẩy xuống từ trên đó. Ngô Bình ẩn mình âm thầm quan sát một lúc thì phát hiện cứ 10 người đi vào hồ máu thì có 9 người không thể chịu được dược lực, cơ thể nhanh chóng bị hòa tan, trở thành một phần năng lượng của hồ máu. Những người có thể chịu được sẽ được dược lực cải tạo cơ thể, biến thành người sói. Thực lực của mình càng mạnh thì thực lực sau khi trở thành người sói cũng càng mạnh. Ở bên kia thung lũng,
có hơn 100.000 người sói vừa được chuyển hóa, vẫn còn rất yếu, cần ít nhất khoảng nửa tháng mới có thể dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, không có ai đến hỏi thăm những người sói này, họ chỉ có thể nằm trên mặt đất và chịu đựng. Bên cạnh có một tòa nhà nhỏ, trong sân trước tòa nhà, mấy con sói yêu đang nói chuyện. Một con sói yêu nói, từ trước đến nay, chúng ta đã chế tạo hơn 3 triệu người sói, hồ luyện yêu này cũng sắp đến mức cực hạn rồi. Một sói yêu khác, nhị ca, đến cực hạn thì hồ luyện yêu này không thể dùng nữa. Sói yêu đó nói, không phải là không dùng được mà là thai yêu dưới đáy ao đã trưởng thành rồi, có hơn 3 triệu người sống, ít nhất có tinh nguyên của 3 triệu người bị thai yêu này hấp thu, một khi nó được sinh ra, sức mạnh của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Thai yêu này là người hay là yêu? Nửa người nửa yêu, nhưng chúng ta xem nó là yêu tộc, hắn nói. Ngô Bình âm thầm quan sát, không ra tay cho đến buổi tối. Đến tối, tất cả sói yêu đều đi nghỉ ngơi, hồ luyện yêu cũng tạm dừng hoạt động. Lúc này Ngô Bình phóng hóa thân yêu đạo ra, hóa thân lặng lẽ lặng xuống hồ luyện yêu. Dường như có cấm chế gì đó trong hồ luyện yêu này, hóa thân của anh vừa đi vào, xung quanh có mấy người yêu khí cực mạnh đột nhiên xuất hiện đồng loạt bao vây lấy anh. Ngô Bình hừ một tiếng. Sau đó phóng ván cờ thiên địa ra chứa cả thung lũng vào trong. Ván cờ vừa xuất hiện, các sói yêu bên ngoài không thể nào đột phá. Ngô Bình ném hơn 100.000 viên đan dược chuyển hóa còn lại cho những người sói mới sinh ra này uống, vì vừa chuyển hóa thành người sói không lâu nên hiệu quả của chuyển hóa ngược lại càng tốt, không mất nhiều thời gian những người này đã khôi phục lại thần trí. Ngô Bình vung tay lên, đám người này bị ném vào động thiên. Bây giờ anh không thèm để ý những người này, chỉ muốn tìm hiểu cái gọi là thai yêu. Lúc này ngoài ván cờ thiên địa, ba yêu vương lơ lửng giữa không trung, nhìn ván cờ thần bí khó lường cũng không làm được gì, dù chúng dùng yêu pháp nào cũng không thể phá được ván cờ. Tu sĩ loài người bên trong kia, nếu anh dám động đến hồ luyện yêu, yêu hoàng sẽ không tha cho anh, yêu thần cũng thế. Ngô Bình hoàn toàn phớt lờ họ. Hóa thân yêu đạo của anh đã xuống đến bên dưới hồ luyện yêu, ở đây có thời không thứ nguyên, anh dễ dàng đi vào trong với sự trợ giúp của bí lực thứ nguyên. Trong thứ nguyên, vô số mạch máu khổng lồ được kết nối với một cuống rốn cực lớn. Trên cuống rốn có nhau thai, bên trong là một sinh vật hình người, toát ra khí tức đáng sợ. Dù là Ngô Bình cũng cảm thấy tê cả da đầu khi nhìn thấy khí tức này. Hóa thân yêu đạo nhìn thai yêu này một lát rồi bỗng bật cười, trời giúp mình rồi. Vừa dứt lời anh lao thẳng vào trong thai yêu, hóa thân yêu đạo này vốn dĩ có yêu cốt, đồng thời cũng tu luyện thiên yêu kinh, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng trong thai yêu, một lúc sau thai yêu biến mất, đã bị hóa thân yêu đạo của Ngô Bình đã thay thế. Ngô Bình không biết thai yêu được yêu thần tạo ra này là một hóa thân lớn mạnh được tạo ra dành cho mình. Vì thế anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Lên kế hoạch hàng trăm năm mới thành công. Hóa thân yêu đạo liên tục hấp thu năng lượng trong hồ luyện yêu thông qua cuống rốn, nhờ sức mạnh này mà thiên yêu kinh của anh không ngừng đột phá, 6 tầng, 10 tầng, mãi đến khi đột phá tầng thứ 15. Thiên yêu kinh 15 tầng đã là cấp bậc yêu hoàng. Rất nhanh cuống rốn bị khô héo, hóa thân yêu đạo của Ngô Bình ra khỏi hồ máu, quay về bản thể. Thu hóa thân lại. Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp đôi. Điều này chứng tỏ một khi thai yêu đó trưởng thành, thực lực sẽ hơn cả anh. Luyện hóa thai yêu, Ngô Bình biết mình đã nhặt được một món hời lớn, hồ luyện yêu này cũng không tầm thường, bên trong ẩn chứa rất nhiều đại trận thần bí, hơn nữa trước đó có lẽ thai yêu này đã từng bị luyện hóa, chứ không chỉ đơn giản là nhờ tinh huyết của 3 triệu người sống mới tạo ra được nó. Thai yêu được luyện hóa. Ba yêu vương ở bên ngoài đã gấp đến mức điên cuồng, liên tục gào lên, không ngừng tấn công ván cờ thiên địa nhưng lại không có tác dụng gì, ván cờ không hề thay đổi nhưng lại khiến rất nhiều cao thủ trong số họ chấn động mà chết. Thấy mình đã thành công, Ngô Bình vung ra một kiếm chém vỡ hồ luyện yêu, ván cờ thiên địa thay đổi lập tức bao trùm tất cả yêu tộc, thanh kiếm dịch chuyển, bày bố thành sát trận. Sát trận xuất hiện, máu chảy thành sông, yêu tộc ở đó không còn một ai sống sót. Ba yêu vương cũng không còn sức phản kháng, đã bị chém thành vũng máu. Sau khi giết đám sói yêu này, Ngô Bình mới phát hiện có một cái hang cách thung lũng không xa, rất nhiều phụ nữ mang thai bị giấu trong hang.
Đây là một cung điện dưới lòng đất khổng lồ, bên trong giam giữ hàng trăm ngàn phụ nữ mang thai. Thai nhi trong bụng họ đều là quái vật nửa người nửa yêu, một khi chào đời sẽ biến thành người sói. Hơn nữa sức chiến đấu và thiên phú của người sói này sẽ hơn hẳn những người sói được sinh ra trong hồ luyện yêu. Nhìn thấy những phụ nữ mang thai này, Ngô Bình đưa tất cả vào động thiên, định đưa họ đến Vân Châu tái định cư, vì anh vẫn chưa tấn công đại doanh của yêu tộc nên Trung Châu không an toàn. Khi quay về Vân Châu, anh lập tức phái ra 100.000 tu sĩ người sói đã được chuyển hóa, sau đó là mấy trăm ngàn phụ nữ mang thai. Nhìn thấy mấy người phụ nữ mang thai này, Vân Tịch vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đám sói yêu này thật đáng chết. Ngô Bình, Vân Tịch, anh đang định bàn với em, họ đều đã có thai, hiện giờ họ có hai lựa chọn, một là phá thai, hai là anh sẽ cho họ dùng đan chuyển hóa để thai nhi trong bụng họ chuyển hóa thành chiến sĩ tộc người. Tuy nhiên, những đứa trẻ được sinh ra theo cách thứ hai sẽ hơi kỳ lạ, không thể chắc chắn những đứa trẻ này giống con người 100%. Vân Tịch khẽ thở dài, chuyện này vẫn nên để họ tự mình quyết định, dù sao chúng ta cũng không phải là đương sự, không có quyền quyết định thay họ. Ngô Bình gật đầu, ừ, muốn thế nào để họ tự quyết định. Không lâu sau, Vân Tịch đã đến báo kết quả, trong số những người phụ nữ này chỉ có khoảng hơn 50.000 người đồng ý giữ lại đứa trẻ, số còn lại mong muốn phá thai. Thế là Ngô Bình đã phân phát đan chuyển hóa cho hơn 50.000 người. Những người còn lại đều sẽ tự phá thai. Những người sẵn sàng sinh đứa trẻ ra sẽ được quân Vân Châu trợ cấp để họ có thể sống một cuộc sống an nhàn và thoải mái. Hơn nữa, những chiến sĩ người sói được chuyển hóa cũng sẵn sàng cưới họ làm vợ, cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ này. Còn 100 tu sĩ mới dẫn hồi phục sức chiến đấu, họ sẽ được phân vào quân Vân Châu. Hôm nay bỗng có người đến báo, chủ công, bên phía Long Quốc phái sứ giả đến. Ngô Bình, ồ sứ giả Long Quốc, họ đến làm gì? Thuộc hạ nói, chủ công, đối phương nói là rất thành ý mà đến. Ngô Bình, mời vào. Không lâu sau, một sứ giả bước đến chào, chu quy của Lang Quốc xin chào đại sư Lý. Bây giờ Ngô Bình là chủ của Ba Châu, nắm trong tay 100.000 đại quân, Long Quốc cũng phải khách sáo với anh. Ngô Bình nhìn sứ giả, ông ta tầm 50 tuổi đổ xuống. Tu vi không cao nhưng lại giỏi ăn nói. Đại nhân Chu, ông đến đây có gì cần chỉ bảo sao? Ngô Bình hỏi. Chu Quy cười, nói, đại soái, hoàng đế bệ hạ đã quyết định phong người là Thái Thanh Vương. Ngô Bình vừa nghe xong thì cười, Thái Thanh Vương, Tam Châu Thái Thanh là do tôi cùng anh em liều mạng mới giành được, có liên quan gì với Long Quốc chứ? Chu Quy nói, đại soái, sau lưng Long Quốc là Đại Thiên Tôn. Sau này chắc chắn Long Quốc sẽ thống nhất thiên hạ, nắm giữ cả đại lục Côn Luân. Bây giờ quy thuận thì chỉ thêm lợi chứ không có hại. Cảm ơn, nhưng bổn soái không có hứng thú gia nhập Long Quốc. Long Quốc các ông muốn có địa bàn thì hãy phái quân đến đánh với đại quân sói yêu đi. Anh lạnh lùng nói. Chu Quy tái mặt, đại soái, với cục diện bây giờ, yêu tộc không quan trọng, quan trọng là thần tộc. Chúng tôi nhận được tin thần tộc đã phái không ít cao thủ. Muốn thành lập thần quốc ở Côn Luân, nếu thật sự là như vậy thì một nơi như Thái Thanh chắc chắn sẽ bị nhầm vào đầu tiên. Nhưng nếu Thái Thanh gia nhập Long Quốc thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngô Bình, vậy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây Long Quốc đã lập một tổng đốc ở đây rồi đúng không? Vậy lúc đại quân của yêu tộc đến, người của các ông đã ở đâu? Có từng đánh với yêu quân trận nào chưa? Chu Quy, lúc đó, bây giờ là bây giờ. Long Quốc đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị ra đòn chí mạng với đại quân sói yêu. Thì ra là như vậy, Ngô Bình lạnh lùng đáp, không biết khi nào các ông sẽ xuất binh. Vốn dĩ tôi định công phá đại doanh yêu tộc nhưng nếu các ông đã có kế hoạch rồi, vậy thì tôi nhường cơ hội lại cho các ông đó. Chu Quy đảo mắt, chuyện này chỉ mới đang tính toán thôi. Ngô Bình lớn tiếng hừm, ông quay về nói cho Hoàng đế Long Quốc biết. Sau này thiên cảnh Thái Thanh sẽ là địa bàn của Thái Thanh giáo, người ngoài đừng hòng động đến. Chu Quy sầm mặt lại, Lý đại soái, người định đối đầu với Long Quốc thật sao? Ngô Bình thản nhiên đáp, nếu tôi muốn đối đầu với Long Quốc thì ông đã không có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tôi rồi. Chu Quy biết có khuyên thêm cũng không có kết quả, ông ta thở dài, vậy tôi đành chào tạm biệt,
hy vọng Lý đại soái cân nhắc thêm. Sau khi Chu Quy đi, Ngô Bình nói với Vân Tịch, sự xuất hiện của Chu Quy đã nhắc nhở anh, diện tích của bảy châu Thái Thanh không phải nhỏ, được truyền qua nhiều đời, các dân tộc gần gũi nhau, nếu như xây dựng nên một tiên quốc thì không chừng có thể kế thừa địa vị của tiên quốc. Vân Tịch, dù không kế thừa được địa vị của tiên quốc thì cũng có thể có chỗ đứng trên đất Côn Luân. Tiên cảnh Thái Thanh vốn dĩ có chút liên hệ với tiên giáo Thái Thanh, sau này có thể nhờ vả Thái Thanh tiên giáo. Ngô Bình, điểm này không khó, anh nói với sư phụ một tiếng, để Thái Thanh tiên giáo biến chỗ này thành địa bàn của tiên giáo là được. Vân Tịch, đến lúc đó có thể nhờ vào các chiến sĩ người sói được chuyển hóa để khống chế bảy châu, và Huyền Bình sẽ là đại đế đời đầu tiên của tiên quốc. Ngô Bình, anh có làm đại đế của tiên quốc hay không không quan trọng, bảy châu Thái Thanh muốn ổn định thì nhất định phải hợp nhất với nhau, như vậy thì dù có yêu tộc xâm lược, tu sĩ của bảy châu cũng có thể chống trả. Khi cục diện của ba châu ổn định lại, Ngô Bình lại tiếp tục giành lấy Khang Châu, Tiêu Châu, Quan Châu, đến giờ, anh đã khống chế được 6 trong số 7 châu. Trong 6 châu đó đều có ít nhất 100.000 tướng sĩ đóng quân, canh phòng đại quân yêu tộc xâm lược từng giây từng phút. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn muốn giành luôn Trung Châu. Yêu tộc ở Trung Châu nhiều nhất, hơn nữa còn có một đại doanh yêu tộc, không phá được đại doanh này thì yêu tộc sẽ không dừng xâm lược 7 châu. Thật ra, lúc này đại doanh của yêu tộc đã hỗn loạn, một là vì hồ luyện yêu đã bị người ta phá hỏng, và chết mất ba yêu vương, thiệt hại mười mấy vạn người sói, không còn cách nào tạo ra người sói thì còn đỡ, quan trọng là đến cả yêu thai quan trọng nhất cũng không thấy đâu nữa. Yêu tộc rối loạn, nhiều châu liên tục thất thủ nhưng họ cũng bó tay vì họ không có nhiều chiến sĩ người sói để phái đi nữa. Hơn 100 vạn người sói còn lại hiện đang thủ ở trong đại doanh của yêu tộc, phòng đại quân của con người ở 6 châu đánh đến. Lúc này, trong đại đường, một vua sói ngồi ở giữa với vẻ mặt nặng nề, các yêu tướng bên dưới cúi đầu không nói gì. Vua sói hạ giọng nói, các ngươi nói xem bây giờ nên làm sao đây. Cả buổi sau mới có một sói yêu nói, sói hoàng vệ hạ, theo tin tình báo đưa về từ những người còn sống sót ở các châu, đối phương đang bị rất tốt, hơn nữa còn có người sói chuyển hóa. Mỗi khi đánh với chúng ta một trận thì thực lực của họ lại tăng thêm một lần. Đại quân người sói mà chúng ta đã bố trí ở 6 châu đã gần như diệt vong hoàn toàn và trở thành sức mạnh của đối phương. Vua sói, các ngươi đã điều tra ra rốt cuộc người đó có lai lịch gì chưa? Một sói yêu nói, sói hoàng bệ hạ, vẫn chưa rõ, có điều, tu vi của người đó không cao lắm, nghe đồn chỉ là địa tiên nhân tộc. Vua sói giật mình, địa tiên, một địa tiên mà lại dám đối đầu với vua sói ta. Chính vào lúc đó, đại doanh yêu tộc rung lắc mạnh, một giọng nói truyền đến, xem thường địa tiên sao. Vua sói, nếu ông có gan thì ra đây đánh nhau với tôi. Nếu như ông thua thì hãy dắt theo lính của mình cút khỏi đại lục Côn Luân, mãi mãi không quay lại. Vua sói nổi giận, bay ra khỏi đại điện thì thấy trên không trung có một thanh niên đang đứng, khí thế ngút trời, khiến người ta phải giật mình. Không ngờ địa tiên mà cũng có thể mạnh đến thế. Vua sói giật mình. Ngô Bình, tôi đến là để đánh với ông một trận. Vua sói nhìn anh, cậu là ai? Ngô Bình, tôi tên Ngô Bình. Trước đó tôi từng đánh vào Hoàng cung Long Quốc, dạy cho Thái tử một bài học. Vua sói giật mình, dù là ông ta thì cũng không thể vào Hoàng cung Long Quốc dạy dỗ Thái tử, người này to gan thật. Ông ta hạ giọng, nói, là cậu phá hỏng hồ luyện yêu sao? Ngô Bình, không sai, hồ luyện yêu đó đã hại chết mấy trăm vạn người vô tội, tôi không thể giữ nó lại. Vua sói lớn tiếng hừ, cậu có biết hậu quả của việc đắc tội với yêu thần không? Ngô Bình, yêu thần thì đã sao? Nói thật cho ông biết, sư phụ tôi là Long Hổ Đại Đạo Tôn, nếu yêu thần tộc sói của ông không biết tốt xấu thì tôi sẽ mời sư phụ tôi giết chết ông ta. Vua sói giật mình, đương nhiên ông ta từng nghe nói đến uy danh của Long Hổ Đại Đạo Tôn, yêu thần nhà ông ta thật sự cũng không phải đối thủ của ông ấy. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói, được, tôi đấu với cậu một trận. Ngô Bình, nếu ông thua thì hãy để lại tất cả người sói, sau đó dắt theo thuộc hạ của ông cút khỏi đại lục Côn Luân. Vua sói, vậy nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình cười, nói, nếu tôi thua, đương nhiên sẽ tùy ông xử lý.
Vua sói nghiến răng, nói, được. Ông ta vừa dứt lời thì thân thể biến thành một con sói khổng lồ. Ngô Bình cũng dùng cơ thể thật, biến thành một người khổng lồ cao ngàn mét, đối đầu với con sói. Một tiếng hét lớn vang lên, người và sói đánh nhau trên không trung. Ngô Bình thi triển 177 thức quyền pháp trong sách, mỗi chiêu mỗi thức đều mang sức mạnh hủy diệt. Ầm. Con sói khổng lồ nhào đến, bị Ngô Bình đấm lên cằm, con sói khổng lồ kêu lên đau đớn, lùi về phía sau. Ngô Bình bước qua, dùng tay trái tóm lấy ra cổ con sói, tay phải đấm mạnh. Bụp, bụp, bụp. Mới có ba đấm thì vua sói đã cầu cứu, nhân hoàng tha mạng. Ngô Bình vừa ra đòn thì ông ta đã cảm nhận được khí tức của anh, chắc chắn anh là nhân hoàng. Trước khi luyện chế thai yêu, thực lực của Ngô Bình đã hơn vua sói, bây giờ thậm chí còn có thể nghiền ép đối phương. Anh lạnh lùng nói, kế hoạch ban đầu của tôi là giết hết các người nhưng tôi nể mặt lang thần, hôm nay tha cho ông đi. Vua sói, cảm ơn nhân hoàng đã không giết. Ngô Bình, để lại tất cả người sói, đám sói yêu các người có thể cút đi rồi. Nếu đã đánh không lại thì dĩ nhiên không cần phải ở lại đây nữa, vua sói vội vàng dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng đi khỏi Trung Châu, để đại quân hàng triệu người sói này lại. Việc tiếp theo mà Ngô Bình phải làm là chuyển hóa những người sói này thành tu sĩ con người. Mấy ngày nay anh đã tích trữ đủ đan chuyển hóa nên vừa chuyển hóa vừa huấn luyện. Không có vua sói khống chế, những người sói này không còn sức chiến đấu, đa số đều đứng ngây người ra đó. Thế nên cho họ uống đan dược cũng không khó. Nhưng dù sao cũng có hơn 1 triệu người, đợi đến khi Ngô Bình chuyển hóa hết toàn bộ cũng đã là 10 ngày sau rồi. Anh điều vài chỉ huy và long vệ đã được bồi dưỡng trước đó đến Trung Châu, để cho họ huấn luyện mấy tu sĩ vừa được chuyển hóa này. Đến đây, các chiến sĩ dưới trướng của Ngô Bình đã lên đến hơn 2 triệu người. Tiếp sau đó anh lại nhờ người chiêu mộ binh lính trong dân, cuối cùng mở rộng quân số lên 3 triệu. Đại quân 3 triệu người không chỉ có sức chiến đấu mạnh, mà còn được trang bị tốt, được trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Ngô Bình vẫn không yên tâm nên gọi Tư Không Vũ đến. Năm đó Tư Không Vũ là đại tướng quân của Tiên Quốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả nhưng ở Đại Lục Côn Luân nếu muốn nói về kinh nghiệm luyện binh và đánh trận, hắn mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Khi nhìn thấy đại quân 3 triệu người, Tư Không Vũ kích động. Chủ nhân, có lẽ huy hoàng năm đó của Tiên Quốc có thể xuất hiện lại trong tay anh. Ngô Bình, tôi không có tham vọng lớn thế đâu. Tư Không Vũ, anh huấn luyện những binh lính này cho tôi, sau này nhớ có chuyện gì, họ có thể đánh, có thể bảo vệ mọi người. Tư Không Vũ, chủ nhân yên tâm, đây đều là binh sĩ tinh nhuệ, chỉ cần huấn luyện thêm chút nữa là có thể trở thành một thiết quân bất khả chiến bại rồi. Sau khi huấn luyện được một thời gian, Ngô Bình đã cử 1 triệu chiến sĩ trong số họ đến tu luyện ở Long Hổ Tiên Cảnh. Thiên đạo ở Long Hổ Tiên Cảnh gần như hoàn hảo không có khuyết điểm, tu luyện ở đó có thể tiến bộ rất nhanh. 1 triệu tướng sĩ này tu luyện 3 tháng ở Long Hổ Tiên Cảnh, sau đó quay lại Thất Châu rồi 1 triệu tướng sĩ khác luân phiên vào Long Hổ Tiên Cảnh. Tâm tư của Ngô Bình đều tập trung vào việc quản lý Thất Châu ở Thái Thanh, hơn nữa anh đã lập ra Côn Luân Kiếm Cung thứ 2 ở đây. Có rất nhiều người dân sinh sống ở Thất Châu, Ngô Bình phát sách tu luyện cho họ để những người tư chất tốt có thể vào kiếm cung tu luyện. Vân Tịch đang tu luyện nghịch thiên cực kiếm kinh nên Ngô Bình để cô ấy đảm nhiệm vị trí cung chủ của Côn Luân Kiếm Cung ở đây, truyền dạy cho các đệ tử. Vùng đất Thất Châu có sản vật vô cùng phong phú, dân cư đông đúc, quy mô lớn hơn Linh Xuyên, để thuận tiện cho việc đi lại, Ngô Bình đã xây dựng một vài trận vận chuyển giữa Linh Xuyên, Thất Châu và Ẩn Đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân ở khắp nơi. Sau này người ở Ẩn Đảo có thể đến Linh Xuyên, cũng có thể đến Thất Châu, cũng như thế người ở Thất Châu cũng có thể đến Linh Xuyên hoặc Ẩn Đảo, 3 nơi này có thể liên lạc với nhau. Hôm nay sau khi huấn luyện xong, Tư Không Vũ đến báo cáo với Ngô Bình, chủ nhân, 3 vị vua trên Ẩn Đảo được Đông Hải Long Cung trợ giúp nên những năm gần đây họ đôi to khó vẫy. Ngày càng không phục với nhà họ Tư Không bọn tôi. Ngô Bình, tôi cũng cảm nhận được. Tư Không Vũ, ông có cách nào hay không? Tư Không Vũ, sở dĩ tôi vẫn không làm gì là vì thế lực của Tam Vương rất lớn, hơn nữa vẫn luôn là người của mình, nội bộ có mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng bây giờ thì khác rồi,
chủ nhân đã xuất thế, vấn đề của Tam Vương có thể được giải quyết rất dễ. Ngô Bình, nói thế là sao? Tư Không Vũ, chủ nhân, Đông Hải Long Cung luôn muốn kiểm soát ẩn đảo nhưng họ là thủy tộc, chúng ta là tộc người, huyết thống của hai bên khác nhau nên không thể đạt được mục đích. Nhưng bên phía Long Cung muốn gián tiếp kiểm soát ẩn đảo bằng cách kiểm soát Tam Vương. Thế nên vợ của Tam Vương đều là Long Nữ của Long Cung, con cái của họ có cơ thể là nửa rồng. Ngô Bình, như thế không lâu nữa Tam Vương sẽ dẫn trở thành huyết mạch của Long Tộc, họ đã kiểm soát ẩn đảo tức là Long Cung có thể khống chế ẩn đảo. Tư Không Vũ, đúng thế, thế nên trước đó tôi rất đau đầu vì chuyện này, không tìm được cách đối phó. Bây giờ thì tốt rồi, chủ nhân chỉ cần đánh bại Tam Vương, giành lấy địa bàn của Tam Vương là được. Ngô Bình, chỉ sợ không đơn giản như thế, thực lực của Long Cung rất mạnh, một trong ba thế lực đỉnh cấp nhất của Đại Lục Côn Luân để đối phó lắm sao? Chuyện này phải giải quyết từ phần ngọn nguồn. Tư Không Vũ, chủ nhân có kế sách gì hay à? Ngô Bình, bên cạnh tôi có một con chân long, là huyết mạch cự long hỗn mang, tính ra thì tổ long của Đông Hải là chắt trai của ông ta. Tư Không Vũ ngạc nhiên, huyết mạch cự long hỗn mang. Vậy thành tựu sau này của nó chắc chắn hơn hẳn vị kia của Đông Hải. Ngô Bình, thế nên chuyện này có thể từ từ giải quyết, tôi đang chuẩn bị luyện chế thuần huyết đan để nâng cao huyết mạch tiểu hoàng long, đợi đến khi nó mạnh hơn, tôi sẽ giúp nó vào Đông Hải. Nói rồi anh bảo Tư Không Vũ tiếp tục canh giữ Thất Châu, còn anh thì về Linh Xuyên bằng trận vận chuyển. Anh gọi Tiểu Hoàng Long đến hỏi, Long tộc các cậu chỉ cần có đủ tài nguyên, chắc hẳn không khó để tăng tu vi chứ nhỉ? Mắt Tiểu Hoàng Long sáng rực, ít nhất trước khi tôi trở thành thần Long bất tử, không có rào cản tu hành. Ngô Bình giật mình, không có rào cản sao? Nói thế thì cậu rất nhanh có thể trở thành tổ Long. Tiểu Hoàng Long đắc ý, đương nhiên. Sau đó nó lại thở dài, nhưng long tộc của tôi tiêu tốn quá nhiều, mặc dù anh có tiền, chỉ sợ không thể nào cung cấp đủ cho tôi đến cảnh giới tổ long. Ngô Bình, chưa chắc đâu, cậu nói đi bây giờ cậu cần gì? Tiểu Hoàng Long, đối với tôi, hiện giờ tu luyện là để nâng cao huyết mạch của tôi, huyết mạch cự long hỗn mang của tôi càng thuần khiết thì thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao. Ngô Bình, chuyện này thì dễ, giờ tôi sẽ luyện chế thuần huyết đan. Anh lấy tứ hoang lò thần ra, sau đó bắt tay vào luyện chế thuần huyết đan để làm tăng huyết mạch long tộc thuần khiết. Lò thứ nhất, anh luyện được 3 viên rồi để tiểu hoàng long uống thử hiệu quả. Cùng lúc đó anh bảo Kim Tử đi gọi Long Thanh Khâm đến. Long Thanh Khâm trước giờ vẫn tu luyện trong động tiên, bây giờ thực lực cũng đã đạt đến cấp chân tiên nên chắc cũng không yếu kém hơn tiểu hoàng long là bao. Khi nhìn thấy tiểu hoàng long, Long Thanh Khâm cảm nhận được khí tức đáng sợ trong huyết mạch của nó, đây là sự áp chế về mặt huyết mạch. Lúc này Tiểu Hoàng Long mở mắt ra nói, nồng độ huyết mạch của cự long hỗn mang của tôi tăng lên khoảng 30%, hiệu quả rất rõ. Nói rồi nó mới để ý đến Long Thanh Khâm, nó huýt sáo, người đẹp. Long Thanh Khâm ngơ ngác, Ngô Bình đá một cú vào Tiểu Hoàng Long, cô ấy là Long Thanh Khâm, là chị của tôi. Tiểu Hoàng Long lập tức nghiêm túc lại, thì ra là chị Thanh Khâm, sau này chị cứ gọi tôi là Tiểu Hoàng. Ngô Bình, tôi hỏi cậu này, bây giờ độ thuần khiết huyết mạch của cậu là bao nhiêu? Tiểu Hoàng Long, có lẽ là 1% huyết mạch tổ long hỗn mang, dù sao truyền thừa lâu như thế rồi, huyết mạch đã bị pha loãng khá nhiều. Ngô Bình cười mỉa, 1%, nói thế thì ít nhất tổ tiên của cậu có 7 lần pha loãng huyết mạch. Tiểu Hoàng Long thở dài, hết cách rồi, muốn tìm được một long tộc có huyết mạch hỗn mang trên đời này quá khó, tổ tiên của tôi chỉ có hạ thấp yêu cầu là kết hôn với long tộc bình thường. Long Thanh Khâm nói, Huyền Bình, thuần huyết đan này cũng có hiệu quả với tôi sao? Ngô Bình, ừ, đan dược này không chỉ có hiệu quả với long tộc mà còn có tác dụng với yêu tộc. Nói rồi anh đưa cho Tiểu Kim và Long Thanh Khâm mỗi người một viên đan dược. Long Thanh Khâm nhận lấy đan dược nói, sau khi độ thuần khiết của huyết mạch tăng lên thì tôi có thể đạt đến cảnh giới Long Vương rồi. Tu hành của Long tộc là huyết mạch tiến hóa, cấp thấp là giao long đạt đến giai đoạn nhất định thì có thể trở thành chân long, trên chân long là Long Vương, Long Đế, Tổ Long. Lúc này Lý Dư và Lý Tố cũng được Ngô Bình gọi đến, cũng uống thuần huyết đan.
Tất nhiên còn có vài con giao long nữa, chúng nó đã lớn hơn rất nhiều, cũng có thể tu luyện. Ngô Bình tiếp tục luyện chế thuần huyết đan, hiệu quả lần sau tốt hơn lần trước, sau lò thứ 5, anh đã có thể luyện chế ra thuần huyết đan cấp truyền kỳ. Với sự trợ giúp của thuần huyết đan, tu vi của Tiểu Hoàng Long và những người khác tăng lên rất nhiều, nhất là Tiểu Hoàng Long có dòng máu của Cự Long hỗn mang, mỗi khi huyết mạch tăng lên được một chút, sức mạnh của nó cũng sẽ tăng lên theo. Ngoài luyện đan, Ngô Bình cũng không ngừng tu luyện, một tháng nay anh đều thử mở thiên tàng thứ tư. Anh đã chiếm được thiên tàng nơi này từ trước nhưng vẫn chưa thể mở ra được, hiện tại đã hơn một tháng, cuối cùng thiên tàng này cũng đã được nới lỏng, anh quyết định mở ra. Thiên tàng điểm thứ tư tên là Tai Tàng. Các sinh vật sống giữa trời đất, người tuổi thọ ngắn không dễ gì gặp tai họa, nhưng tu sĩ trường thọ thì lại khác, họ sẽ gặp đủ loại tai ương, nếu là một người sống đủ lâu, thậm chí sẽ có thể trải qua đại kiếp kỷ nguyên. Tai tàng này lưu trữ những ký ức về tai kiếp khủng khiếp nhất trong các kỷ nguyên trong vũ trụ, sau khi mở ra, Ngô Bình có thể biết thuộc tính của các tai kiếp, sau đó có thể phán đoán chính xác dựa vào đó. Thậm chí anh có thể biết được ý nghĩa của tai kiếp, nhân lúc đó lĩnh hội thần thông tài kiếp mạnh, dùng để giết đối thủ. Sau khi tai tàng mở ra, Ngô Bình rơi vào trạng thái nhập định. Cùng lúc đó Trương Quân hóa thân của Ngô Bình đang ở tiên vực Vĩnh Hằng xa xôi. Khoảng thời gian này cậu đã bế quan tại đỉnh Thiên Kiêu, tu vi của cậu đã tăng lên rất nhiều, cộng thêm tiên vực Vĩnh Hằng luôn hỗ trợ cậu bất chấp mọi thứ nên bây giờ cậu đã đạt đến cảnh giới bất tử, tu vi hiện nay đã đạt đến tầng 6 cảnh giới bất tử. Sau tầng 6, cậu ngừng tu hành, cuối cùng bước ra khỏi nơi bế quan. Trên đỉnh Thiên Kiêu có hàng trăm người đang đợi một mình cậu, thấy cậu bước ra đều đồng loạt bước đến chào. Công tử, mấy ngày trước có mấy đệ tử có tên trong bảo sách đến tìm cậu, mặc dù Ngô Bình là đệ tử của Thiên Thư, nhưng lại tự xưng là đệ tử Thiên Sách nhưng người ngoài đều gọi là đệ tử bảo sách. Cả Thái Nhất Giáo chỉ có 8 đệ tử được liệt kê trên bảo sách, được gọi là Thái Nhất Bát Kiệt. Bây giờ Trương Quân cũng đã vào được bảo sách, số lượng đệ tử bảo sách đã lên đến 9 người. Người có thể bước vào bảo sách dĩ nhiên cũng có thực lực không thể xem thường, họ đều là Thiên Kiêu. Những người này lại chủ động tìm đến mình lại khiến Trương Quân hơi bất ngờ. Cậu hỏi, họ tìm tôi có việc gì? Người làm nói, tôi không biết. Trương Quân ừ một tiếng rồi nói, tôi biết rồi, chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn. Hiện tại cậu đã là bất tử tiên quân, thực lực đủ để dễ dàng giết chân tiên, bây giờ là lúc nên đến tiên cung Vĩnh Hằng để nghe ngóng tình hình của kẻ thù rồi. Ra khỏi đỉnh Thiên Kiêu. Trương Quân biến thành dáng vẻ của đời trước, cũng thay một bộ đồ cậu mặc lúc bị hại. Lúc này vẻ mặt cậu rất nghiêm nghị, mặc một bộ đồ trắng, dắt một thanh bảo kiếm trên thắt lưng. Cậu bay vào không trung, tốc độ cực kỳ nhanh, không lâu sau đã đến địa bàn của Tiên Cung Vĩnh Hằng. Thành phố lớn nhất trong Tiên Cung Vĩnh Hằng tên là thành phố Vĩnh Hằng, hầu hết những người sống trong thành phố đều là người hoặc gia quyến của Tiên Cung Vĩnh Hằng. Đồng thời thành phố Vĩnh Hằng cũng là nơi các tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng muốn tới nhất, vì nơi này có rất nhiều cơ hội. Các đệ tử của tiên cung Vĩnh Hằng, trừ khi có việc cần đến tiên cung, bọn họ từ người già đến trẻ đều chỉ muốn sống ở thành phố Vĩnh Hằng. Cách cổng phía đông của thành phố Vĩnh Hằng vài dặm có một thị trấn. Có rất nhiều thị trấn nằm bên ngoài thành phố như thế này, vì người bình thường không có tư cách sinh sống trong thành phố. Họ phải ra khỏi thành phố sau khi trời tối và đến lúc trời sáng mới có thể vào lại trong thành. Đương nhiên người bình thường cũng chỉ có thể làm những công việc thấp hèn, trừ khi làm người giúp việc ở những nhà giàu thì mới có thể sống trong nhà của chủ nhân. Trong ký ức của Trương Quân, cậu có một người anh em đồng cam cộng khổ tên là Trương Kế Cường. Lúc còn thiếu niên, gia cảnh của cậu rất cực khổ, Trương Kế Cường là một người bạn chơi cùng với cậu, thường lấy trộm đồ trong nhà để mang đến cho cậu. Trước khi vào tiên cung Vĩnh Hằng, Trương Kế Cường đã mua một căn nhà trong thị trấn, Trương Quân đã ở nhờ ở đây hơn một năm. Trong hơn một năm nay, Trương Kế Cường đã chăm sóc và quan tâm cậu rất nhiều, đồ ăn thức uống và quần áo đều là do anh ta cấp cho cậu. Sau đó, Trương Quân thăng tiến trong tiên cung nên đã nghĩ cách giúp Trương Kế Cường tu hành. Sau đó Trương Kế Cường vốn là một người bình thường thế mà lại trở thành thiên tiên. Hơn nữa được Thiên Kiêu Tiên Cung chăm sóc nên ăn uống rất thoải mái khi ở thành Vĩnh Hằng. Đi đến trước cửa, Trương Quân giơ tay lên định gõ cửa,
mặc dù cậu biết rất có thể Trương Kế Cường không còn ở đây nữa nhưng vẫn muốn đến. Gõ vài cái lên cửa, bên trong chẳng có ai đáp lời. Lúc này cánh cửa của hộ bên cạnh mở ra, một ông lão bước ra. Ông lão hỏi, cậu tìm ai? Trương Quân bước đến chào, ông bác, chủ nhân ngôi nhà này còn ở đây không? Ông lão, người ta đã không còn ở đây từ lâu rồi, căn nhà vẫn luôn để trống như thế. Cậu là người thân của nhà này sao? Trương Quân, vâng. Ông lão khẽ thở dài, tôi mới vừa chuyển đến, nghe hàng xóm trước đây nói nhà họ Trương vốn dĩ đã chuyển vào trong thành phố rồi, rất nở mày nở mặt. Chủ nhân của ngôi nhà là Trương Kế Cường, nghe nói người anh em của cậu ta là thiên tài trong thiên cung. Nhưng sau đó người anh em này đã chết, cậu ta cũng bị thương nặng rồi bị đuổi ra khỏi thành phố. Trương Quân, Trương Kế Cường bị thương. Ông lão, đúng thế, về nhà không lâu thì cậu ta chết. Một ngày sau đó, vợ và con trai cậu ta cũng tự sát, chết rất thảm. Vì đã từng có người chết nên ngôi nhà này vẫn luôn không có người ở. Ánh mắt Trương Quân lóe lên tia sát khí, không cần đoán cậu cũng biết ai đã hại chết cả nhà Trương Kế Cường. Cảm ơn ông ạ, cậu xoay người đi ra khỏi thị trấn, đi đến cổng phía đông. Muốn vào thành phố cần có thẻ bài. Nếu là nhân vật tầm cỡ có tiếng thì có thể báo tên tuổi là được. Khí chất của Trương Quân bất phàm, người canh cửa không dám chọc vào, vội hỏi công tử có thẻ bài không? Cậu thờ ơ nói, tôi là đệ tử thiên vị của tiên cung, Trương Quân. Trong tất cả đệ tử của tiên cung Vĩnh Hằng, người có cấp bậc cao nhất là đệ tử thiên vị. Đến bây giờ, đệ tử đứng ở vị trí thiên vị này chỉ có 13 người. Người gác cổng sửng sốt, Trương Quân. Cái tên này nghe quen thế, chắc hẳn từng nghe đến. Một người đàn ông ở sau lưng Trương Quân kinh ngạc, cậu là Trương Quân, thiên kiêu vực dậy của tiên cung Vĩnh Hằng trong 20 năm. Đã đánh bại Hoa Thiên Thần người đứng đầu trong các đệ tử thiên vị, trở thành người đứng đầu trong các đệ tử thiên vị đó sao? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Trương Quân lạnh nhạt nói, đương nhiên là tôi sẽ không chết, tôi chỉ bị thương, mấy năm nay chỉ nghỉ dưỡng thôi. Mặc dù người gác cổng rất ngạc nhiên nhưng hắn không hề nghi ngờ lời Trương Quân nói, vì khí thế lúc Trương Quân nói khiến hắn không dám sinh nghi. Trương Quân đi qua cửa đông hòa vào dòng người trên con đường tấp nập, nơi này là thành phố Vĩnh Hằng, nơi cậu từng sống mấy năm. Thành phố Vĩnh Hằng rất lớn, cách đó không xa là tiên cung Vĩnh Hằng, trong thành có thể nhìn thấy rõ một cung điện cực lớn thoáng ẩn thoáng hiện trong tầng mây. Trong thành có rất nhiều người nắm rõ tin tức. Một khi Trương Quân để lộ thân phận ra, lập tức bị nhiều tai mắt núp trong tối theo dõi. Trương Quân đến trước một phủ viện đó rộng vạn mẫu, đã từng là nơi cậu sống và tu luyện. Lúc này, trước cửa có 8 hộ vệ đang đứng, hai bên cửa là tượng hai con thú dữ cao đến 10 mấy mét. Trương Quân đến trước cửa, hộ vệ nhìn cậu, hỏi cậu tìm ai? Trương Quân lạnh lùng đáp, tôi về nhà. Hộ vệ ngây ra, về nhà, đây là nhà của cậu sao? Trương Quân, đúng thế. Hộ vệ thấy cậu phong độ phi phàm, không dám cãi lời cậu, nói chắc công tử nhầm rồi đúng không? Đây là nhà họ La. Nhà họ La sao? Trương Quân nói với vẻ mặt không cảm xúc, ai ở đây? Cha và cậu của La Minh Tố sao? Hộ vệ thấy cậu biết họ thì vội nói, đúng vậy, ông cụ La và ông La sống ở đây. Công tử, tên của La Tiên Tử không được tùy tiện gọi đâu, bây giờ cô ấy đã là vợ của đạo quân rồi. Trương Quân, ồ, Hoa Thiên Thần đã là đạo quân rồi sao? Thị vệ, đương nhiên, 3 năm trước đã là đạo quân rồi. Trương Quân, đạo quân sao? Cậu dừng lại một lúc rồi nói, cậu về nói với người nhà họ La rằng Trương Quân tôi đây đã quay về và tôi sẽ đến chào hỏi Hoa Thiên Thần nhanh thôi. Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi. Sau khi biết được tu vi của đối phương, Trương Quân thấy không được yên tâm với tu vi của mình, trước khi bước vào cảnh giới đoạt thiên, cậu không thể tìm Hoa Thiên Thần báo thù. Hôm đó, cậu quay về Thái Nhất Giáo, vừa về đến thì nhìn thấy có 2 người đang đứng trước cổng vào đỉnh Thiên Kiêu. 2 người đó nhìn thấy cậu thì liền chắp tay chào, Trương sư đệ, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đợi được đệ. Trương Quân, 2 vị đây là. Người đàn ông mặc áo xanh dương trong số 2 người họ cười, nói tôi là đệ tử trên bảo sách,
tên là Lôi Bôn. Người đàn ông mặc đồ tím còn lại nói, tôi cũng là đệ tử Bảo Sách, tên Vệ Thương. Trương Quân, thì ra là Lôi Sư Huynh và Vệ Sư Huynh, không biết có gì chỉ giáo. Lôi Bôn cười, đáp Trương Sư Đệ, đã lâu lắm rồi Bảo Sách không có đệ tử gia nhập, cậu đã gia nhập được hơn một tháng rồi, Đại Sư Huynh quyết định tổ chức tiệc chào đón cho cậu, cậu là nhân vật chính, nhất định phải tham gia. Trương Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, các vị sư huynh đã có lòng, tôi nhất định sẽ đến. Lôi Bôn cười, nói, vậy chốt nhé, sáng ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở Lầu Ngọc Hương. Lầu Ngọc Hương là nơi có nhiều người đẹp nhất ở Thái Nhất Giáo, cũng là nơi mà các đệ tử nam có thân phận nhất của Thái Nhất Giáo thích đến nhất. Ngoài mặt Lầu Ngọc Hương là một tử lầu nhưng thật ra là nơi các cô gái bình thường tìm đến một vài thiên tài của Thái Nhất Giáo. Đương nhiên, hiện tại Trương Quân không hề biết những chuyện này vì dù sao thì cậu cũng mới đến Thái Nhất Giáo chưa được bao lâu, cậu chẳng nghĩ gì nhiều thì đã gật đầu đồng ý rồi. Sau khi Lôi Bôn và Vệ Thương đi khỏi, cậu gọi một người giúp việc đến, hỏi, Lầu Ngọc Hương là nơi thế nào? Người giúp việc nói, công tử, Lầu Ngọc Hương là nơi các đệ tử của Thái Nhất Giáo lựa chọn người hầu ngủ. Có điều chỗ đó rất đắt, thường thì chỉ có đệ tử Bảo Sách và đệ tử Ngọc Sách đến thôi. Người giúp việc dừng lại một lúc rồi nói, công tử, Lầu Ngọc Hương thường hay xảy ra chuyện tranh chấp giữa các đệ tử Thái Nhất Giáo với nhau, vì giành gái đẹp mà đã có không ít đệ tử thiên tài chết ở Lầu Ngọc Hương. Trương Quân giật mình, cậu và những người đó chưa từng gặp mặt, mặc dù nói cùng ở Bảo Sách nhưng tiệc đón tiếp là chuyện hơi bất ngờ, lẽ nào bọn họ có ý đồ gì chăng? Cậu không nghĩ nhiều mà quay về tiếp tục tu luyện. Mặt khác, sau khi Ngô Bình khởi động tai tàng đã có thu hoạch lớn, anh lập tức bắt đầu tu luyện bất tử kinh tầng 6, thiên tai luyện thể. Vốn dĩ bước này cực kỳ khó, bởi phải tìm thấy sức mạnh tai kiếp, cường hóa bản thân là một chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa, tai kiếp đó cũng không phải ở đâu cũng có. May ở chỗ Ngô Bình đã khởi động tai tàng, anh đã biết bản chất của tai kiếp là gì, vì vậy bây giờ anh có thể tự mình tạo ra sức mạnh tai kiếp, dùng nó để luyện thể tạo ra hình thể. Để tu luyện, anh đã vào sâu trong Long Hổ Tiên Cảnh, tìm đến một nơi hoang vắng, vận dụng tâm niệm, bầu trời liền bắt đầu tràn ngập khí tức tai ương, một lúc sau, đủ loại tai kiếp đua nhau ập đến, đổ hết lên đầu. Những tai kiếp đó bao gồm lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, tâm kiếp, vân vân, hơn nữa, những tai kiếp này là do Ngô Bình tạo ra bằng cách mô phỏng lại các tai kiếp trong vũ trụ, uy lực rất đáng sợ. Gặp phải tai kiếp của anh, dù là đại đạo quân thì cũng khó sống sót, chỉ có đạo tổ mới có thể miễn cưỡng đối phó được với tai kiếp đáng sợ như thế. Trong hỏa kiếp, Ngô Bình không ngừng luyện hóa cơ thể, cường hóa thể chất, hướng về mục tiêu cuối cùng, tiến đến cảnh giới bất tử. Đỉnh Thiên Kiêu, chớp mắt đã hết một ngày, mặt trời mới vừa lên thì Trương Quân đã thay quần áo, đến Lầu Ngọc Hương, tử lầu sang trọng nhất thành Thái Nhất. Cậu vào thành Thái Nhất thì cảm thấy mặc dù ngôi thành này không bằng thành ở Vĩnh Hằng nhưng xét về quy mô thì cũng suýt soát, ở đây cũng rất phồn hoa, vì dù gì Thái Nhất Giáo cũng có lực, mà nhiều khi thậm chí còn mạnh hơn cả Vĩnh Hằng Tiên Cung. Cậu hỏi thăm suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến được trước Lầu Ngọc Hương. Lầu Ngọc Hương rộng mấy vạn mẫu, trước cửa có một lầu cao, khách ra vào nườm nượp không ngớt. Cậu đang định vào trong thì bị một người gác cửa chặn lại. Hỏi quý khách có đặt trước không? Trương Quân giải thích, một số đồng môn của tôi đặt tiệc ở đây, tôi đến tham gia tiệc. Người gác cửa lắc đầu, thật ngại quá, nếu như tham gia tiệc thì quý khách bắt buộc phải xuất trình thiệp mời, hoặc cậu có thể nói cho tôi biết cậu tham gia tiệc của vị nào. Trương Quân nói, có một vị là Lôi Bôn công tử, một vị là Vệ Thương công tử. Người gác cổng lật sổ ra, xin lỗi, không có tiệc do hai người mà cậu nhắc đến đặt. Trương Quân thở dài, nói thế này nhé, tự tôi đặt một bàn. Người gác cổng thản nhiên đáp, có thể đặt trước, hôm nay không còn phòng nữa. Trương Quân đang khó xử thì bỗng nghe thấy có người hỏi từ phía sau, cậu quen biết với Lôi Bôn sư huynh sao? Trương Quân ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một nam tu sĩ trẻ tuổi, rất điển trai và khí khái. Cậu đáp, Lôi sư huynh nói tổ chức tiệc đón tiếp tôi, mời tôi đến đây. Các hạ là... Người đó ồ một tiếng rồi nói, cậu chính là sư đệ mới đến đó sao? Quả nhiên rất trẻ tuổi.
Tôi tên Thần Giới Tử, cũng là đệ tử Bảo Sách. Trương Quân, thì ra là thần sư huynh. Thần Giới Tử, sao tôi không nghe nói về bữa tiệc cậu được mời? Có phải cậu nhớ nhầm rồi không? Trương Quân ngạc nhiên, Lôi Bôn và Vệ Thương cùng đến mời cậu, sao cậu có thể nhớ nhầm? Thần Giới Tử, vừa hay tôi cũng có mời khách, nếu như sư đệ không ngại thì cùng tôi vào trong đi. Trương Quân nói, thôi vậy, cậu quay đầu bỏ đi. Thần Giới Tử cười đều, quay đầu đi vào trong lầu. Lúc này có mấy người đứng trên lầu quan sát toàn bộ sự việc đang diễn ra bên dưới. Trong mấy người đó có một người là Lôi Bôn, một người là Vệ Thương, đứng giữa hai người họ là một tu sĩ trẻ đang nở nụ cười. Lôi Bôn cười, nói, đại sư huynh, hôm nay chúng ta mời tất cả đệ tử Bảo Sách và một số đệ tử Ngọc Sách, nếu như họ Trương kia không đến thì sẽ khiến mọi người mất mặt. Người được gọi là đại sư huynh là người có thực lực mạnh nhất của Bảo Sách, hắn lạnh lùng nói, đợi mọi người đến đông đủ rồi tôi sẽ đi mời cậu ta. Vệ Thương cười he he, thế thì mới thể hiện được đại sư huynh là người rộng lượng. Một lúc sau, Thần Giới Tử lên lầu, hắn cười mỉa, đại sư huynh, tên nhóc kia mới bị canh cửa nói một câu là đã rời đi, vốn chẳng có chút phong thái của thiên kiêu thái nhất giáo. Đại sư huynh lạnh nhạt nói, tên nhóc này lên chức Bảo Sách một tháng nhưng chưa từng tới bái phỏng người nào trong chúng tôi, rõ ràng không coi chúng tôi ra gì. Anh nói đúng. Tôi vốn chẳng coi lũ chuột nhắt các người ra gì. Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến. Đám người hoảng sợ, không tự chủ mà quay đầu nhìn, chẳng biết từ bao giờ đằng sau đã có người ngồi trên ghế. Trương Quân, Thần Giới Tử kinh ngạc, không phải cậu đi rồi sao? Trương Quân, chỉ một quán rượu cũng đòi ngăn cản tôi. Tôi chẳng những lên đây trước mà còn nghe được mấy lời của các người vừa rồi. Mấy người nham hiểm đó, muốn tôi đắc tội với mọi người. Đây là vì mục đích gì? Đại sư huynh sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, Trương sư đệ, chúng tôi làm vậy là đang rèn luyện tính cách cho cậu thôi. Trương Quân chớp mắt, rèn luyện tính cách, anh là cái thá gì, tính tôi cần anh rèn sao? Mặt đại sư huynh tối đen, đây là cách cậu nói chuyện với đại sư huynh. Đại sư huynh, anh cũng xứng, Trương Quân cười lạnh, tôi nghe nói, thái nhất giáo coi thực lực là trên hết. Ai mạnh hơn sẽ trở thành đại sư huynh. Nói như anh, vậy thực lực của toàn bộ đệ tử Bảo Sách đều mạnh nhất sao? Lôi Bôn hừ lạnh, nói Trương Quân, cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Tu vi của đại sư huynh đã là bán bộ đại la, tương lai chắc chắn trở thành đạo quân. Đắc tội đại sư huynh cũng không tốt gì cho cậu. Trương Quân hờ hững nói, chỉ là bán bộ đại la không đáng để tôi đặt vào mắt. Trong vòng một tháng, tôi sẽ khiêu chiến với vị đại sư huynh này của. Nói xong, cậu không nhiều lời nữa, trực tiếp biến mất. Sắc mặt đại sư huynh trở nên khó coi, người này tức giận nói, lẽ nào lại vậy? Vệ Thương nói, đại sư huynh, tên nhóc này quá kiêu ngạo, đến lúc đó phải giáo huấn hắn ra trò. Đại sư huynh cười khẩy, chỉ là một địa tiên mà thật sự nghĩ bản thân thiên hạ vô địch. Nếu hắn dám tới khiêu chiến, tôi nhất định sẽ lấy mạng hắn. Vị đại sư huynh này tên là Âm Huyễn Lại, cũng là một thiên tài tu hành, được nhiều người xem là truyền kỳ trong giới, là người mà các cao tầng thái nhất giáo đặt kỳ vọng. Cho nên con đường thuận lợi, tuổi trẻ đã bước tới bán bộ đại la, trở thành thiên kiêu đương thời, muôn người chú ý. Âm Huyễn Lại có thể ở một mình một đỉnh núi, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Trương Quân khiến hắn cảm nhận được áp lực lớn chưa từng có. Nghe nói lúc Trương Quân tham gia khảo nghiệm đã được trưởng giáo triệu kiến, còn an bài xuống đỉnh Thiên Kiêu. Trước kia, hắn tham gia khảo nghiệm thì còn chưa được gặp trưởng giáo, chỉ nhận được vài câu khích lệ, càng không nói đến chuyện an bài đến một nơi như đỉnh Thiên Kiêu. Chỉ bằng điểm này, hắn đã biết tư chất của Trương Quân rất có thể là hơn mình. Hắn không cho phép một ai cướp đi danh hiệu đệ nhất thiên kiêu này nên trong lòng sớm sinh ra địch ý với Trương Quân. Thế nên đặt bẫy phá hoại ấn tượng của Trương Quân trong lòng tất cả sư huynh đệ. Đám người nhao nhao nịnh bợ, đại sư huynh nói đúng, loại người kiêu ngạo như vậy không nên giữ lại. Trương Quân rời khỏi lầu Ngọc Hương, thuận tiện đi lòng vòng trong thành thái nhất. Mãi đến tối mới trở lại đỉnh thiên kiêu. Sau khi trở về, cậu tiếp tục bế quan khổ tu, quyết định đột phá cảnh giới đoạn thiên,
sau đó mở linh đài, trở thành thiên tiên. Lúc này Ngô Bình đang nằm yên ở sâu bên trong, mãi đến ngày thứ năm mới mở mắt. Hiện tại anh đã lĩnh ngộ bí ẩn của tai tàng, sau đó tu luyện đồ long bát thức, thiên tai kinh một trong 16 bộ công pháp của điện đường cực võ, tu luyện sức mạnh thiên tai trong thân thể. Có sức mạnh thiên tai sẽ điều khiển được thiên kiếp, từ đó gia tăng uy lực võ đạo. Mở ra tai tàng, tu luyện thiên tai kinh đương nhiên không có gì khó, chưa đến 3 ngày là hoàn thành. Sau đó anh sẽ thử dung hợp sức mạnh thiên tai với ván cờ thiên địa, sức mạnh kiếm chiêu để nâng cao uy thế. Anh bế quan tu luyện không màng ngoại sự, cho đến khi bị Hanami Tsukihime kinh động. Cô vừa nhận được tin từ Lạc Trường Sinh, nói trước mắt ông ta đã bị bắt làm nhân công cho một hầm mỏ ở nước Oa. Ông ta để lại rất ít thông tin, chỉ nói ở một mỏ thần khoáng lớn, chung quanh có một điện thờ, sau đó thì không nghe được thêm gì nữa. Ngô Bình nghe Hanami Tsukihime nhắc đến Lạc Trường Sinh, nhẹ giọng nói, đưa tôi vị trí cụ thể của lão Lạc, bây giờ chúng tôi đi đến nước Oa cứu hắn. Hanami Tsukihime gật đầu, đa tạ Huyền Bình quân. Ngô Bình, giữa anh với em không cần khách sáo. Sau đó, anh dẫn theo Hanami Tsukihime và sói trắng đi tới nước Oa. Đất nước này được vô số đảo lớn nhỏ hợp thành. Vừa tới nước Oa, Ngô Bình quay sang nói với sói trắng, bây giờ giả dạng thành người đó, tên hắn là gì? Sói trắng Inukai Shigeyoshi, là thiên tài của gia tộc Inukai, rất có địa vị. Ngô Bình, tôi định mượn thế lực của gia tộc Inukai để tìm ra vị trí Lạc Trường Sinh. Thế là anh biến thành dáng vẻ của Inukai Shigeyoshi, ngồi trên lưng sói trắng với Hanami Tsukihime, bay thẳng về gia tộc Inukai. Gia tộc Inukai là gia tộc bán thần có địa vị lớn ở nước Oa. Mà Inukai Shigeyoshi kế thừa huyết mạch bán thần, là nhân vật quan trọng của gia tộc. Vì vậy, vừa mới bước xuống, trước cửa lớn đã xuất hiện một toán người nhao nhao quỳ dưới đất cậu cả. Sói trắng thầm nhắc, Inukai Shigeyoshi là trưởng tử cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc Inukai, địa vị trong nhà chỉ sau cha hắn Inukai Akira. Ngô Bình khẽ gật đầu, dưới chỉ dẫn của sói trắng, hắn đến một viện lạc xa hoa, mặt sân được lát bằng ngọc tiên, hoa viên rất lớn, đủ kỳ hoa dị thảo. Ngô Bình, sói trắng, muốn thăm dò tin tức về mỏ quặng thì tìm ai? Sói trắng, có thể gọi quản gia Azizu, rất nhiều chuyện trong gia tộc Inukai đều qua tay người này, chắc hẳn sẽ nắm rõ. Vì vậy Ngô Bình nói, được, ông gọi Azizu tới đây. Người hầu lập tức đi thông báo. Không lâu sau, một người trung niên tóc điểm hoa dâm vội vàng bước tới, quỳ trên mặt đất cười nói, cậu chủ, cậu trở lại rồi, làm lão nô lo muốn chết. Ngô Bình, ở thiên vực có chút thu hoạch nên khi ra ngoài tìm nơi bế quan, trở về hơi trễ. Azizu, trở về là tốt, cậu chủ tìm lão nô là có gì phân phó? Ngô Bình, tôi quen một vị bằng hữu ở thiên đạo môn, hắn nhờ tôi nghe ngóng một nơi. Nơi đó có một mỏ sắt thần lớn, bên cạnh là điện thờ. Ông có ấn tượng gì không? Azizu nghĩ nghĩ, ở nước Oa chỉ có 3 mỏ sắt thần lớn, nhưng nếu là điện thờ thì chỉ có mỏ nằm trên địa bàn thượng tướng. Ngô Bình nhớ sói trắng từng nói, hai thế lực lớn nhất của nước Oa là thượng tướng và đại tướng, ông đi sắp xếp một chút, tôi sẽ tới đó một chuyến. Azizu vội vàng nói, cậu chủ yêu tâm, lão nô lập tức an bài. Ngô Bình, đi thôi, có tin gì lập tức báo cho tôi biết. Sói trắng, không có gì bất ngờ thì chắc là 10 cô vợ nhỏ của Inukai Shigeyoshi. Inukai Shigeyoshi không thích phụ nữ thế nên cưới nhiều phụ nữ thế này chỉ để làm bình phong, thật ra hắn thích đàn ông. Ngô Bình nói, những cô gái này cũng đáng thương thật. Sói trắng, chứ còn gì nữa, nếu ngài đã tới đây rồi thì chi bằng sủng ái bọn họ một lần. Cũng xem như phổ cập cho các người đẹp. Ngô Bình đá con sói trắng một cái, nói với Hanami Tsukihime, em ra ứng phó một lát đi, nói rồi anh đi ra phía sau. Ngô Bình vừa bước ra khỏi sảnh trước thì gặp vài chàng trai da rẻ trắng bóc, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt đầy thâm tình nhìn anh. Ngô Bình giật cả mình, lập tức quay trở lại, so với đám đàn ông này, anh thà đi gặp 10 cô gái kia. Hanami Tsukihime đang không biết làm sao khuyên những cô gái này đi thì thấy Ngô Bình trở lại, cô ấy cười nói thay đổi chủ ý rồi à.
Lúc này Ngô Bình cũng đã nhìn thấy 10 cô vợ nhỏ, gương mặt và dáng người đều rất đẹp, bọn họ đều đang nhìn anh với ánh mắt nồng cháy. Ngô Bình, các em yên lặng chút. Các cô gái bỗng yên lặng hẳn, mong chờ nhìn anh. Ngô Bình, anh còn phải đi gặp bố, các em ở đây đợi. Nói xong anh đi vòng qua các cô gái ra ngoài. Nhờ sói trắng dẫn đường, anh tới một khu nhà khác, nơi đây là nơi Inukai Shigeyoshi thường xuyên tu luyện. Vào trong sân, Ngô Bình bị một chùm hơi mây bao trùm, bên tai vang lên tiếng cười yêu kiều. Đồ vô lương tâm, người ta còn tưởng cậu chết ở ngoài kia rồi đấy. Trong hơi mây, một cơ thể uyển chuyển ôm lấy Ngô Bình, trên người toát ra hương thơm thoang thoảng. Ngô Bình sững sờ, lại là ai nữa đây? Inukai Shigeyoshi bị điên rồi phải không? Không thích phụ nữ thì sao lại trêu ghẹo người ta? Dường như con sói trắng cũng rất kinh ngạc, nó thầm truyền tin, vị này là con gái của thần đế, Phi Hồng. Cẩn thận, đừng để bị cô ta vạch trần. Bình thường Inukai Shigeyoshi gọi cô ta là chị Hồng. Ngô Bình cười nói, chị Hồng, chị đến lúc nào vậy ạ? Anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, nhìn thấy được dáng vẻ của thần nữ Phi Hồng, không khác gì với loài người, chỉ có một điểm khác là giữa trán của cô ta có một thần văn sấm sét. Phi Hồng cười nói, tới được một tiếng đồng hồ, còn tưởng không đợi được cậu nữa chứ. Nói rồi, cô ta bắt đầu cởi áo Ngô Bình ra. Ngô Bình nóng ruột, liếc mắt với con sói trắng. Sói trắng tỏ vẻ bất lực, thầm truyền tin, nhịn chút đi, cô ta đâu có xấu hơn vợ của ngài, ngủ một lần cũng không thiệt thòi gì. Sao Ngô Bình có thể tùy tiện ngủ với cô gái khác được chứ? Anh lập tức nằm trong lòng cô gái, vẻ mặt đau khổ. Quả nhiên, Phi Hồng cả kinh, lo lắng hỏi, Shigeyoshi, cậu làm sao vậy? Ngô Bình thở dài, em bị thương nặng trong thiên vực, vẫn chưa hồi phục được. Phi Hồng, chị đã nói từ sớm là cậu đừng đi thiên vực rồi, chị đã xem bói cho cậu tới nơi đó là đại hung, xem, bị thương thật rồi phải không? Ngô Bình cười khổ, chị Hồng, em nên nghe lời chị mới phải. Phi Hồng mặc lại áo cho anh, nói, hôm nay tha cho cậu đấy, lần sau phục vụ chị cho tốt. Cái này cậu uống đi, giúp ích được cho vết thương của cậu. Cô ta cho Ngô Bình một cái bình. Ngô Bình nhận xong phát hiện bên trong có một viên thần đan, tỏa ra luồng năng lượng huyền diệu. Anh thầm kinh ngạc, lần đầu tiên anh thấy đan dược thế này, hỏi chị Hồng, đây là đan dược gì? Phi Hồng, đây là hóa kiếp đan mà thần tộc bọn chị đã luyện chế ở kỷ nguyên trước, dùng nó cậu có thể vượt qua được kiếp nạn lần này một cách bình an. Lần trước chị đã định đưa cho cậu rồi, chỉ là viên đan dược này quá quý giá, bố chị không chịu đưa. Lần này là chị trộm ra đấy. Ngô Bình chợt thấy cảm động, chị Hồng, chị thật tốt với em. Phi Hồng cười nói, sau này cậu cũng đối tốt với chị một chút. Ngô Bình, lẽ nào em thế này vẫn chưa tốt với chị sao? Phi Hồng, cậu nói thử xem, mỗi lần lâm trận tâm trí cậu đều treo ngược cành cây ấy, cậu tưởng chị không nhìn ra à? Ngô Bình rất ngại. Anh cũng không biết Inukai Shigeyoshi từng như thế nào với cô gái này. Phi Hồng, được rồi, dù sao chị cũng quen rồi, ai bảo chị không chịu thích con cái của các thần mà lại thích cậu cơ chứ? Ngô Bình, chị, thần tộc ở kỷ nguyên trước có thể luyện chế được loại đan dược lợi hại thế này thì chắc là rất ghê gớm nhỉ. Anh nhân cơ hội nghe ngóng xem lai lịch và nền tảng của thần tộc. Phi Hồng, đương nhiên rồi. Đại kiếp kỷ nguyên đã hủy diệt không biết bao nhiêu thứ, thực lực tổng hợp của thần tộc bây giờ còn không bằng 1/10 của kỷ nguyên trước. Ở kỷ nguyên trước, thần tộc đã tiêu diệt tiên môn có lịch sử đến 3 kỷ nguyên, trở thành bá chủ vũ trụ, thống nhất vạn giới. Đâu có giống như bây giờ, đến cả yêu tộc cũng dám khiêu khích thần tộc. Ngô Bình nghe cô ta nhắc đến tiên môn thì hỏi, tiên môn à? Nói vậy thì tiên đạo của kỷ nguyên này chính là sự tiếp nối của tiên môn ở kỷ nguyên trước rồi. Phi Hồng, gần như là vậy. Tiên ở kỷ nguyên trước rất khác với tiên ở kỷ nguyên này, tiên trước đây là một kiểu sinh linh mạnh mẽ. Ngô Bình sửng sốt, là sinh linh ạ. Phi Hồng, đúng vậy, bọn chị gọi đó là tiên tộc. Cảnh giới thiên tiên mà nhân tộc tu luyện thật ra là đang tiệm cận hình thái sinh mệnh cấp trung của tiên. Mà Đại La Kim Tiên chính là hình thái sinh mệnh cấp cao của tiên. Ngô Bình, làm sao mà truyền thừa của tiên vào được kỷ nguyên này?
Phi Hồng, lúc tiên tộc bị thần tộc tiêu diệt, có 10 chủng tiên mạnh mẽ được tiên tạo ra đã lẩn trốn vào hư vô, còn có 5 tấm tiên bia. Tiên đạo của nhân tộc bây giờ bắt nguồn từ những cái này. 2. Tiên tộc này đúng là khó xử lý, luôn có thể bùng lên ngọn lửa trong đống cho tàn. Điều đáng sợ nhất là tiên tộc và nhân tộc còn hợp tác với nhau. Thậm chí cấp cao trong thần tộc bọn chị còn nghi ngờ tất cả những điều này đều là âm mưu của tiên tộc. Ngô Bình, sao lại nói vậy ạ? Phi Hồng, tiên tộc biết rằng kỷ nguyên trước sẽ không thể nào đấu lại thần tộc nên mới muốn trở mình ở kỷ nguyên này. Nhân tộc cũng rất đáng sợ, từng uy hiếp đến sự tồn tại của thần tộc. Bây giờ tiên tộc và nhân tộc hợp tác với nhau, có ma mới biết bọn họ mạnh đến cỡ nào. Ngô Bình, thần tộc không tìm được 10 chủng tiên kia ạ? Phi Hồng, tìm không ra. Chủng tiên có linh tính, chỉ tìm người có duyên để giúp đỡ. Một vài nhân vật lớn trong tiên đạo đều có được sự giúp đỡ của chủng tiên. Ngô Bình, 5 tấm tiên bia thì sao? Phi Hồng, tìm được 3 trong 5 tấm tiên bia, bây giờ đang ở trong kho của thần tộc. Thật ra những thứ được ghi chép trong những tấm bia này quá huyền bí, đến thần tộc bọn chị cũng không hiểu được chứ đừng nói đến nhân tộc. Tim Ngô Bình đập thình thịch, chị Hồng, em muốn nhìn xem tiên bia trông như thế nào. Chị cũng biết, tuy em là bán thần nhưng cũng là tu sĩ tiên đạo. Phi Hồng cười nói, được, để chị nghĩ cách giúp cậu. Ngô Bình vui mừng, cảm ơn chị Hồng. Phi Hồng còn định nói chuyện một lát nữa nhưng bỗng hơi sững người, sau đó nói, bên trên có chuyện, chị phải trở về rồi. Shigeyoshi, cố gắng dưỡng thương nhanh khỏe, chị sẽ tới tìm cậu nhanh thôi. Nói xong, hơi mây biến mất, Phi Hồng cũng không thấy đâu nữa. Ngô Bình lau mồ hôi hột, tức giận nói với con sói trắng, sao mày không nói trước? Sói trắng cũng rất uất ức, vừa nãy tới nơi, tôi đang định nói với ngài, đâu ngờ hôm nay cô ta lại tới chứ? Ngô Bình nheo mắt, tao thấy thực lực của cô ta rất mạnh, chắc là mạnh hơn tao. Sói trắng, đương nhiên rồi, cô gái này là thần vương chí tôn, đạo tổ của nhân tộc các ngài cũng không làm gì được cô ta. Ngô Bình nghi ngờ hỏi, cô ta mạnh như vậy sao lại thích Hinukai Shigeyoshi? Sói trắng nói, thần tộc tu luyện đạo tiến hóa, thể chất giữa Hinukai Shigeyoshi và Phi Hồng rất hợp nhau, thu hút lẫn nhau. Ngô Bình, nói thế thì không đúng nhỉ? Hinukai Shigeyoshi là nhân tộc, Phi Hồng là thần tộc, thế mà bọn họ lại thu hút lẫn nhau sao? Sói trắng, nghe nói việc này có liên quan đến nguyên liệu khi nữ oa tạo ra con người, cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Ngô Bình suy nghĩ lại, tuy Phi Hồng là thần vương khiến anh thấy áp lực, nhưng đối với anh, đúng là Phi Hồng rất có sức hút. Đợi trong nhà 2 tiếng đồng hồ, Azizu trở về, cười nói, cậu cả, đã đánh tiếng với thượng tướng quân rồi, lúc nào chúng ta cũng có thể sang đó. Ngô Bình, được, ông đi với tôi một chuyến. Azizu, vâng, tôi lập tức chuẩn bị xe ngựa. Ngô Bình vốn định bay luôn sang đó, nghe nói ông ta đi chuẩn bị xe ngựa thì không nói gì nữa. Chẳng bao lâu sau, trước nhà xuất hiện một chiếc xe rất to, Ngô Bình và Hanami Tsukihime cùng với sói trắng và cả Azizu ngồi vào mà vẫn còn rất rộng. Azizu vỗ vào cửa xe thì xe đã bay lên, đi về phía mỏ thiết thần. Chiếc xe này bay rất nhanh, chưa đến 1 giờ đồng hồ đã đến nơi. Ngô Bình bay ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một tòa thần xã gần đó. Bên trong thần xã tỏa ra khí tức kinh người, tuy không bằng Phi Hồng nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn khí tức của đại thần đấu thắng. Anh truyền âm cho sói trắng, thần xã này để làm gì vậy? Sói trắng, là nơi dùng để qua lại giữa thần tộc và hạ giới, bên trong luôn có hóa thân của một vị đại thần trấn giữ. Cả nước Oa chỉ có một thần xã này thôi, đến cả vua cũng phải thường xuyên tới đây lễ bái cầu phúc. Ngô Bình không nghĩ nhiều, anh thả thần niệm đi tìm kiếm vị trí của Lạc Trường Sinh. Quả nhiên, anh phát hiện ra ông ta ở một quặng mỏ. Khí tức của Lạc Trường Sinh lúc này đang rất yếu ớt, thân đầy thương tích, trông có vẻ đã chịu không ít khổ cực. Anh hỏi Azizu, nếu tôi mua một thợ mỏ trong đây thì đối phương có đồng ý không? Azizu, cậu cả là bán thần, tuy nơi này là địa bàn của thượng tướng quân nhưng vẫn sẽ nể mặt của cậu. Nhưng chủ của mỏ quặng này cũng là một vị bán thần, hơn nữa là bán thần của nhà họ Umahiziri. Ngô Bình, anh ta có nể mặt tôi không?
Azizu, cậu cả, 5 năm trước cậu đã xảy ra mâu thuẫn với Umahijirigan, còn đánh cậu ta bị thương, lẽ nào cậu quên rồi sao? Ngô Bình, chuyện đã qua lâu vậy rồi, lẽ nào anh ta còn ghi hận? Azizu, thế thì chưa biết được, cậu cả có thể đi hỏi thử xem. Vừa nói xong, một người bay tới gần đó, sau đó là mười mấy người xuất hiện. Nhìn thấy người này, Azizu chắp tay, cậu Umahijiri. Người này chính là Umahijirigan, ngũ quan của người này rất kỳ quặc, hai con mắt mọc ở giữa, trên trán có một cục u, răng mọc lộn xộn, mặt đầy rỗ. Rất hiếm khi Ngô Bình thấy một người nào đó xấu, nhưng Umahijirigan thật sự rất xấu. Umahijirigan cười khẩy, Inukai Shigeyoshi, anh tới mỏ sắt thần của tôi làm gì, lẽ nào tới mua quặng à? Ngô Bình, đúng vậy, tôi định chế tạo một thanh thần binh, cần tự rèn phôi nên tới đây chọn ít quặng. Umahijirigan thờ ơ nói, không bán. Ngô Bình, Umahijirigan, tuy chúng ta từng có mâu thuẫn nhưng đã là chuyện cũ rồi. Thế này đi, sau khi tôi chế tạo ra thần binh sẽ tặng anh một thanh, xem như tôi xin lỗi anh vì chuyện trước đây. Umahijirigan sửng sốt, Inukai Shigeyoshi trước nay chưa từng nhìn thẳng anh ta lần nào, bây giờ bỗng xin lỗi mình, còn muốn tặng thần binh cho mình. Thật ra Umahijirigan rất ngưỡng mộ Inukai Shigeyoshi, đối phương đẹp trai hơn anh ta, tố chất lại tốt, còn có chỗ dựa ở thần giới nữa. Ngô Bình chỉ cần cứng rắn hơn một chút nữa thì anh ta sẽ tìm lý do bán quặng cho Ngô Bình. Umahijirigan dường như không tin vào tai của mình, anh xin lỗi tôi à? Ngô Bình, lúc đó tôi tuổi trẻ ngông cuồng, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Umahijirigan xua tay, anh Inukai, thật ra tôi cũng có điểm không đúng, nếu không phải tôi châm chọc thì anh cũng sẽ không ra tay đánh tôi. Ngô Bình cười ha ha, anh Umahijiri đều là chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại nữa. Có thể dẫn tôi đi xem quặng thử không? Umahijiri gan việc nói, tất nhiên rồi, anh Inukai nhìn chúng chỗ nào thì cứ lấy chỗ đó, tôi không lấy tiền. Ngô Bình cảm ơn rồi đáp thẳng xuống quặng mỏ chỗ có Lạc Trường Sinh. Môi trường bên dưới quặng mỏ này rất tệ, các thợ mỏ ăn uống, đi vệ sinh đều ở hết trong đây, mùi hôi thối nồng nặc, tuy có cửa thông gió nhưng mùi thối vẫn khiến người ta buồn nôn. Ngô Bình nín thở, đi một hồi rất lâu mới tìm được Lạc Trường Sinh. Anh chỉ một tảng quặng nói với ông ta, vác cái này ra ngoài cho tôi. Lạc Trường Sinh bị giày vò trong này hơn nửa năm, người đã ngờ nghịch hẳn, ông ta khom người vác hai tảng quặng to bằng trái bí đao, từng bước đi ra ngoài. Ra bên ngoài, Umahijirigan sợ thối nên đứng đợi ở bên ngoài, anh ta cười nói, anh Inukai chỉ chọn được hai tảng thôi sao? Ngô Bình cười nói, thần binh còn cần dùng những nguyên liệu khác nữa. Thế nên không cần quá nhiều quặng sắt thần. Thế nên Umahijirigan hỏi anh muốn chế tạo thần binh gì, Ngô Bình ứng phó qua loa vài câu rồi nói, để người này vác quặng cho tôi đi, xong tôi sẽ cho người đưa ông ta trở lại. Tuy cảm thấy hành động của Ngô Bình rất thừa thải, hai tảng quặng thôi mà, để đâu không được, hoàn toàn không cần phải có người chuyên vận chuyển. Nhưng anh ta cũng hiểu, người như Inukai Shigeyoshi thích tỏ vẻ lớn lối, thích rêu rao. Nên không nghĩ nhiều. Anh Inukai, chỉ là một thợ mỏ thôi mà, không cần đưa về lại đâu, anh để ông ta ở lại làm người hầu luôn đi. Ngô Bình cười, vậy được, tôi không làm phiền anh Umahijiri nữa, hôm khác tôi lại đến thăm. Umahijiri gần tiễn Ngô Bình tới hơn 100 dặm mới quay trở về, anh ta rất vui, cảm thấy kết bạn được với Inukai Shigeyoshi là một vinh hạnh. Trên đường trở về, Azizu tỏ vẻ kỳ lạ. Nói cậu cả đã thay đổi rất nhiều. Ngô Bình, đúng vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong thiên vực, tôi đã nhìn thấy mình ở quá khứ và tương lai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Azizu kinh ngạc, cậu cả nhìn thấy được tương lai sao? Ngô Bình, ừ, đó là một điều rất tuyệt vời, giúp ích rất nhiều cho tu vi của tôi. Azizu cảm thán, tu vi của cậu cả lại sắp tăng vùn vụt rồi. Ngô Bình, Azizu, ông về trước đi, tôi phải đi làm vài việc. Azizu, vâng. Sau khi Azizu đi, Ngô Bình thu xe và sói trắng lại, đưa Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime rời khỏi nơi này bằng độn thuật. Đến một nơi an toàn, Ngô Bình trở về hình dáng thật sự.
Lúc Lạc Trường Sinh nhìn thấy Hanami Tsukihime thì đã biết Ngô Bình tới rồi, nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi, cứ cúi gằm đầu. Mãi đến lúc này, ông ta mới thở phào, cậu chủ, là Hanami nói cậu tới cứu tôi à? Ngô Bình gật đầu, lão Lạc, chắc thời gian qua ông chịu không ít cực khổ. Lạc Trường Sinh cười chua chát, tôi đã tuyệt vọng rồi, nếu không nhờ hôm đó tôi được Hanami bất ngờ truyền tin thì e rằng mãi mãi cũng không thoát được nơi đó. Ngô Bình, lão Lạc, sao ông lại bị bắt đi làm thợ mỏ vậy? Lạc Trường Sinh xua tay, đừng nhắc nữa, xui thôi. Cậu chủ, bây giờ tu vi của cậu tới đâu rồi? Hanami Tsukihime nói, ông cố, anh Huyền Bình đã đến địa tiên thân tàng rồi ạ. Nhưng thực lực không hề thua kém Địa La Đạo Quân. Lạc Trường Sinh rất kinh ngạc, giỏi quá. Cậu chủ, thực lực của cậu xuất chúng như vậy, có thể giúp tôi khống chế một hòn đảo được không? Ngô Bình, ồ, lão Lạc, ông muốn gì? Lạc Trường Sinh, tôi có rất nhiều thuộc hạ, cũng phải sắp xếp cho bọn họ chỗ ăn ở, thế nên tôi phải có địa bàn riêng cho mình. Ngô Bình, nói vậy là ông nhìn chúng hòn đảo nào rồi? Lạc Trường Sinh, tôi định chiếm một hòn đảo vốn thuộc Đông Doanh, trên đảo có khoảng 100 triệu người đang sinh sống, tên là Bổn Đảo. Ngô Bình, Bổn Đảo này thuộc thế lực nào? Lạc Trường Sinh, bây giờ đang nằm trong phạm vi quản hạt của tướng quân Mặt Quỷ. Ngô Bình, tướng quân Mặt Quỷ có tu vi gì? Có bao nhiêu binh mã? Lạc Trường Sinh, tướng quân Mặt Quỷ rất thần bí, dưới sự trị vì của người này, người dân trên Bổn Đảo sống rất tốt. Hơn nữa người này không chịu sự khống chế của vua Oa. Nước Oa từng nhiều lần phái binh tới tấn công nhưng đều không thể đấu lại tướng quân Mặt Quỷ. Ngô Bình, ô, người này lại có thể đấu được với nước Oa, vậy thì có chút bản lĩnh đấy. Lạc Trường Sinh, lúc tôi ở trong mỏ quặng có gặp được một thuộc hạ của tướng quân Mặt Quỷ, ông ta vừa bị bắt vào đào mỏ. Nghe ông ta nói thì tướng quân Mặt Quỷ bị ninja ám sát bị thương nặng, rất có thể không sống được lâu nữa. Tướng quân Mặt Quỷ mà chết thì Bổn Đảo không có ai quản lý. Đến lúc đó, tôi vừa hay có thể tiếp quản Bổn Đảo. Ngô Bình, vậy bây giờ chúng ta tới Bổn Đảo. Lạc Trường Sinh chỉ phương hướng, Ngô Bình phi độn một lúc, ba người đã tới một hòn đảo rất lớn. Mấy người vừa đáp đất đã có vài tu sĩ tới hỏi chuyện. Hỏi vài câu, trên đảo bỗng xảy ra vụ nổ động trời, vài đạo kim quang bay vút lên trời. Mấy vị tu sĩ tới gặng hỏi bọn họ đều cả kinh, một người trong đó nói, không hay rồi, có người tấn công vào phủ tướng quân, mau trở về cứu viện. Nói rồi mấy người kia lập tức bay trở về. Ngô Bình nhìn Lạc Trường Sinh hỏi, lão Lạc, chúng ta đợi kết quả hay đi hóng hớt? Lạc Trường Sinh suy nghĩ rồi nói, cậu chủ, mình đi giúp họ đi. Nếu tướng quân Mặt Quỷ thất bại thì đảo sẽ thuộc về tay nước Oa, đến lúc đó tấn công nó thì khó khăn muôn vàn. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đi xem thử. Ba người bám theo những người kia từ xa, bay được một đoạn thì thấy một đám tu sĩ đang chém giết nhau trong một viện phủ, người ngã như dạ. Lúc này, bên tấn công đang chiếm được ưu thế, bên phòng thủ thì nhiều người liên tục bị giết. Đúng lúc này, một bóng người màu bạc bay vút lên không trung, trong tay cầm một cây thương tỏa ra thương mang đầy trời, những đạo thương mang này đâm vào người của bên xâm lược. Những kẻ đó đồng loạt bị thương mang đâm xuyên người, không chết thì cũng bị thương nặng. Thân hình người mặc áo bào bạc mảnh khảnh, đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ, tay cầm thương bạc hữu xung tả đột, mỗi một đòn đều đánh ngã một người. Giết hơn 100 người, cơ thể người mặc áo bào bạc trao đảo trực ngã. Đúng lúc này, có người cầm trường đao chém về phía người mặc áo bào bạc. Người mặc áo bào bạc từng bị thương. Dường như hoàn toàn không để ý thấy đối phương đột kích mình. Nhìn thấy người mặc áo bào bạc sắp bị giết, Ngô Bình đã lập tức xuất hiện sau lưng cô ấy, phất tay một cái, đánh bay người kia, trường đao trong tay hắn ta cũng vỡ vụn thành bụi. Người mặc áo bào bạc sắp rơi xuống, Ngô Bình đỡ eo cô ấy, chớp mắt đã đến đỉnh một tòa nhà gần đó, sau đó đặt cô ấy xuống. Người mặc áo bào bạc yếu ớt ngồi trên nóc nhà, khẽ nói, thực lực của anh rất mạnh. Xin hãy cứu người của tôi. Ngô Bình, tôi và cô không quen biết nhau, cứu cô đã là từ bi rồi, cô còn muốn tôi cứu những người khác nữa à? Cô gái, nếu anh ra tay cứu người, tôi bằng lòng dâng hết tài sản của mình cho anh.
Ngô Bình vê cằm, cô có bao nhiêu tiền? Cô gái, 30 tỷ đồng thần long. Ngô Bình suy nghĩ, chốt kèo. Anh giơ tay phóng một đạo kiếm quang ra, kiếm quang hóa thành 3.000 kiếm ảnh, phóng về phía những kẻ tới xâm lược kia. Chớp mắt, có đến mấy trăm sát thủ của nước Hoa bị đánh ngã, những người còn lại đều kinh hãi, biết không đánh lại nên kéo nhau rút lui. Ngô Bình không đuổi theo, lập tức thu lại kiếm quang. Bỗng chốc, bầu không khí yên tĩnh trở lại, đến cả những người bị thương cũng không kêu than, lặng lẽ nhìn người mặc áo bào bạc ngồi trên nóc nhà. Người mặc áo bào bạc kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của Ngô Bình, nói cảm ơn anh. Ngô Bình, cô bị trúng độc à? Người mặc áo bào bạc rất bất ngờ, anh có thể nhìn ra được tôi bị trúng độc sao? Ngô Bình, đây là một loại độc chuyên ăn mòn thần hồn, cô chỉ còn sống được 10 ngày là nhiều nhất. Người mặc áo bào bạc thản nhiên nói, tôi đã sớm biết điều này rồi. Ngô Bình, nể mặt 30 tỷ đồng thần long, tôi có thể cứu cô một mạng. Người mặc áo bào bạc rất kinh ngạc, anh có thể trị được độc của tôi sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi, tìm một nơi đi, tôi trị thương cho cô trước. Người mặc áo bào bạc gắng gượng đứng dậy, mời 3 người vào phủ. Người mặc áo bào bạc dâng trà nói, cảm ơn anh đã cứu giúp. Ngô Bình, không cần cảm ơn, có qua có lại cả thôi, lấy mặt nạ của cô ra đi, tôi biết cô là phụ nữ. Người mặc áo bào bạc im lặng một lát rồi gỡ mặt nạ ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô ấy không một từ ngữ nào có thể hình dung được, toàn thân tỏa ra khí chất đặc biệt mà không một cô gái xinh đẹp nào có được. Ngô Bình cười nói, còn là một người đẹp nữa này. Người mặc áo bào bạc, để anh chê cười rồi. Ngô Bình, tôi có thể cứu cô, nhưng chúng ta phải bàn điều kiện trước. Ông ấy tên là Lạc Trường Sinh, định tới bổn đảo sinh sống, tôi mong cô có thể chia cho ông ấy một ít địa bàn. Người mặc áo bào bạc nhìn Lạc Trường Sinh, không hề do dự, tôi có thể chia cho ông ấy một nửa bổn đảo. Lạc Trường Sinh, không cần đến một nửa, cho tôi 1/3 là được rồi. Mục đích của tôi là để thuộc hạ của mình có nơi sinh sống, không cần quá nhiều đất. Ngô Bình, được, thế thì chúng ta quyết định vậy đi. Bây giờ tôi sẽ trị thương cho cô. Hai người tới một nơi yên tĩnh, Ngô Bình lấy ra thiên nguyên châm, bắt đầu trị liệu cho cô ấy. Anh giơ tay ra nắm, bắt được một chùm khí độc. Nhìn thấy cảnh này, cô gái ngơ cả người ra, trong lòng cực kỳ kính phục Ngô Bình. Khi độc khí tiêu tan, Ngô Bình thi triển châm pháp, chữa lành tổn thương cho thần hồn của cô ấy. Nhưng sau khi được rút bỏ độc tố, cô gái lại bỗng thấy mình bị thu hút mãnh liệt bởi Ngô Bình. Cảm xúc của cô gái cũng nhạy bén trở lại, cô ấy ngây ngốc nhìn Ngô Bình, anh là thể chất thái cổ chân nhân à? Ngô Bình kinh ngạc nhìn cô ấy, vậy mà cô lại có thể chất thái cổ chân nhân đời thứ 5. Cô gái rất kích động, tôi có thể cảm nhận được, huyết mạch của anh cực kỳ thuần túy, là thái cổ chân nhân đời đầu sao? Ngô Bình, có thể nói là vậy. Cô gái quỳ xuống đất, tiền bối. Ngô Bình cười nói, không cần phải gọi tôi là tiền bối, chưa chắc thời gian tu luyện của tôi đã dài bằng cô. Tôi họ Lý, tên Lý Huyền Bình, cô có thể gọi tôi là anh Lý. Cô gái, anh Lý, em gái tên là Trần Nhược Nhàn. Ngô Bình, em gái Nhược Nhàn, em là người ở đâu? Trần Nhược Nhàn, em vốn là tu sĩ của Đại Lục Hồng Hoang. Vì bị người ta truy giết nên chạy đến Đại Lục Côn Luân. Thấy kẻ thống trị ở đây vô cùng hung tàn nên giết hắn, tự xưng là tướng quân mặt quỷ, bảo vệ bình an của nơi này. Ngô Bình gật đầu, em gái Nhược Nhàn là người có lòng từ bi. Trần Nhược Nhàn, em là thái cổ chân nhân, nhìn người dân của mình sống trong lầm than, không đành lòng. Ngô Bình cười nói, chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp, bây giờ anh giúp em trị thương trước. Nửa ngày sau, cuối cùng Trần Nhược Nhàn đã khôi phục như ban đầu, cô ấy bái Ngô Bình, anh Lý, ơn nghĩa này không lời nào cảm tạ cho hết. Ở chung chỗ với Trần Nhược Nhàn này, Ngô Bình thấy bản thân hơi mất khống chế, cứ muốn nhào về phía cô ấy. Anh nói vài câu rồi bảo cô ấy nghỉ ngơi, nhanh chóng rời khỏi phòng cô ấy để hít thở không khí. Trần Nhược Nhàn cho người sắp xếp chỗ ở, Lạc Trường Sinh ở một khu nhà riêng tu hành, hồi phục thể năng. Ngô Bình bị khơi lửa dục nên kéo Hanami Tsukihime vào phòng giày vò một phen.
Lúc anh ra khỏi phòng trời đã tối. Hanami Tsukihime nhuyễn như cả người, nằm trong phòng nghỉ ngơi, Ngô Bình thì tới thăm Lạc Trường Sinh, tiện thể chỉ dạy ông ta tu hành. Khả năng của anh bây giờ đã hơn trước đây rất nhiều, chỉ dùng một vài bản lĩnh mà Lạc Trường Sinh đã có thể dễ dàng đột phá cảnh giới thần hóa, hơn nữa căn cơ còn kiên cố. Đến sáng sớm hôm sau, Lạc Trường Sinh đã vượt qua Long Môn, hoàn thành tầng 2 Long Biến. Ra khỏi khu nhà của Lạc Trường Sinh, anh nhìn thấy Trần Nhược Nhàn đang đứng đợi cách đó không xa, dường như đang đợi anh. Anh Lý, cô ấy vui vẻ vẫy chào và đi tới. Ngô Bình cười nói, em gái Nhược Nhàn, bây giờ em thấy thế nào rồi? Trần Nhược Nhàn đáp, em đã hoàn toàn khôi phục rồi, cảm ơn anh Lý đã giúp em. Ngô Bình, không sao là tốt rồi. Trần Nhược Nhàn, trận chiến hôm qua khiến quân nước Hoa tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không dám đến đây nữa. Ngô Bình, nước Hoa nội loạn, bây giờ cũng sẽ không có thời gian lo bên này nữa đâu. Trần Nhược Nhàn lấy ra một chiếc nhẫn chữ đồ, anh Lý, đây là 30 tỷ đồng thần long mà em đã chuẩn bị, đây là những gì trước đó cô ấy đã hứa, là cái giá để mời Ngô Bình ra tay cứu giúp. Ngô Bình cười nói, không cần đâu, em giữ số tiền này lại đi. Trần Nhược Nhàn, vậy sao mà được, anh đã cứu mạng em, ơn đức này đã khó lòng báo đáp hết rồi, em không thể anh chịu thiệt được. Ngô Bình cười nói, đã gọi anh là anh rồi, anh nói không cần là không cần. Đúng rồi, chút nữa anh muốn tới một nơi, em thích thì đi với anh. Trần Nhược Nhàn hào hứng, đi đâu ạ? Ngô Bình, ngũ hành giới. Trần Nhược Nhàn suy nghĩ rồi nói, em từng nghe nói về nơi này rồi. Bên Doanh Châu đã có khá nhiều cao thủ vào ngũ hành giới, em cũng muốn đi nhưng lâu nay vẫn chưa có dịp. Lần này đúng lúc, vậy em đi với anh Lý tới ngũ hành giới xem thử sao. Ngô Bình, được, chúng ta chuẩn bị chút đi, 2 tiếng sau sẽ xuất phát. Anh cần 2 tiếng để đi đến Hổ Bảo. Hổ Bảo vẫn luôn sống ở nhà, bây giờ anh đi ngũ hành giới. Tiện thể đưa nó đi luôn. Lần trước dì Hổ phải trải qua thiên kiếp, không thể chăm sóc Hổ Bảo nên nhờ Ngô Bình chăm sóc nó. Thế nên Ngô Bình tới Linh Xuyên để đưa Hổ Bảo đến Bổn Đảo. Sau đó anh chuẩn bị sơ rồi cùng Trần Nhược Nhàn tới ngũ hành giới. Chẳng bao lâu sau, 2 người và 1 hổ đã tới lối ra vào ngũ hành giới. Trước lối ra vào ngũ hành giới, có một hòn đảo nhân tạo, trên được có khá nhiều nhà cửa. 2 người vừa tới thì đã có người ngăn bọn họ lại, cao giọng nói, muốn vào ngũ hành giới thì phải nộp tiền. Người cản họ lại là một vị chân tiên, tu vi không hề thấp, thực lực cũng mạnh, sau lưng hắn còn có rất nhiều người. Ngô Bình thản nhiên hỏi bọn họ, các anh là người của môn phái nào? Gã tu sĩ trả lời, bọn tôi là tu sĩ của Doanh Châu. Ngô Bình cười khẩy, tu sĩ Doanh Châu, tôi đã tới ngũ hành giới này 2 lần rồi. Nó là đất hoang, dựa vào đâu mà Doanh Châu các anh lại lập trạm thu phí? Không phải anh không nộp nổi vài đồng bạc, nhưng tự dưng vòi tiền thế này thì anh không cấp nhận được. Tu sĩ này cười khẩy, anh đang kiếm chuyện đấy à? Ngô Bình, tránh đường. Tu sĩ tức giận, chán sống rồi. Hắn vừa định giơ tay đánh người thì bỗng trước mắt tối sầm, người đã bị Ngô Bình đá bay. Những người khác cũng cả kinh. Có người kích hoạt bùa giết người, có người phóng kiếm quang ra. Ngô Bình đều không thèm nhìn, giẫm chân một cái, mặt đất rung chuyển, đám người này lập tức đứng không vững, ngã đông ngã tây. Đến lúc bọn họ đứng lên lại thì Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn đã vào được ngũ hành giới rồi. Trở về ngũ hành giới, Hổ Bảo vui mừng nhảy nhót, rú lên gọi dì Hổ. Mà rất lâu sau vẫn không nghe được tiếng trả lời của dì Hổ. Hổ Bảo bỗng lo lắng, tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, sau cùng tiếng kêu trở nên bi thương. Nó và mẹ có một sự cảm ứng thần bí, một khi nó gọi thì chắc chắn mẹ nó sẽ cảm nhận được. Thế nên, nó có dự cảm không lành. Ngô Bình cũng rất nóng lòng, anh lập tức phóng thần niệm ra, dốc toàn lực tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, anh đã có phát hiện, ở một nơi cách bọn họ 300.000 dặm có một tòa cung điện, xung quanh cũng có rất nhiều công trình kiến trúc. Rất rõ ràng, lần trước anh rời khỏi đây những tòa kiến trúc này mới được xây dựng. Lúc này, trong cung điện, một người đàn ông để râu cá chê đang bàn bạc gì đó với một đám thuộc hạ.
mà trên ghế ông ta ngồi có một tấm da hổ cực lớn. Nhìn hoa văn trên da hổ, Ngô Bình lập tức nhận ra đây chính là màu lông của dì hổ. Người đàn ông râu cá chê cảm nhận được thần niệm của anh, ông ta hừ lạnh, to gan thật, dám dùng thần niệm nhìn trộm bổn đạo quân, nói rồi ông ta chộp tay lên trời. Một bàn tay lớn đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình trong nháy mắt. Ánh mắt Ngô Bình lạnh như băng, anh phất tay một cái, bàn tay lớn này đã chỉ chấn nát thành bụi, sau đó anh đưa Hổ Bảo và Trần Nhược Nhàn bay về hướng cung điện. Chưa đến 15 phút bọn họ đã đáp xuống trước cung điện. Hổ Bảo ngửi được mùi của dì Bảo, còn có mùi máu tanh, nó khóc nức nở, hai bộ vuốt cào dưới đất, đôi mắt tròn ngấn nước, bày tư thế chuẩn bị chạy về phía trước. Ngô Bình cũng nén nước mắt, ghi chặt nó lại, khẽ nói, Hổ Bảo, dì Hổ bị người bên trong hại chết. Em ở lại đây canh chừng, anh vào trong bắt ông ta ra, em ăn sống ông ta để trả thù cho dì Hổ. Dứt lời anh đã xuất hiện ở trước cửa cung điện, cánh cửa bằng sắt thần kia đã bị anh xuyên thành một cái lỗ hình người. Trong điện sấm sét chớp nhoáng, Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt người đàn ông râu cá chê. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.